hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 31, người đẹp bác sĩ. Anh đã đánh rồi. Hạ Thiên lập tức dùng giọng vui sướng nói, vợ đúng là rất tốt, có tâm ý tương thông với chồng. Này, anh không đánh chết hắn đấy chứ? Kiều Tiểu Kiều lại hỏi một câu. Không, hắn còn có thể lái xe. Hạ Thiên trả lời. Vậy thì không sao, chồng à, em có chút trở ngại, em ngủ tiếp đây, vậy nhé. Kiều Tiểu Kiều cho Hạ Thiên một chiếc hôn qua điện thoại, sau đó thì cúp máy. Hạ Thiên nghe được giọng nói dịu dàng của Kiều Tiểu Kiều, hắn nghĩ đến tình cảnh Kiều Tiểu Kiều đang mặc quần áo gợi cảm nằm trên giường, hắn không khỏi sinh ra một xúc động muốn đến ngủ cùng nàng. Nhưng bây giờ hắn còn phải đi tặng hoa, vì vậy phải lập tức bỏ qua ý nghĩ kia. "Này, Hạ Thiên, anh đẹp trai kia đến tìm anh làm gì đấy?" Phương Hiểu như dùng giọng tò mò hỏi. "Anh ta nói cái gì là đại biểu cho Kiều gia?" lại nói cái gì là tiểu kiều. Hạ thiên, chẳng lẽ kiều tiểu kiều thật sự là vợ anh sao? Hạ thiên không trả lời, vấn đề này hắn đã nói rất nhiều lần, bây giờ không muốn nhắc lại. Kiều như, đừng quá quan tâm, đó là chuyện riêng của hạ thiên. Tôn hình hình tức giận nói. Chị Hinh, điều này có liên quan đến hạnh phúc cả đời chị đấy. Phương hiểu như thầm nghĩ mình chỉ muốn tốt cho tôn hình hình, sao đối phương còn chưa biết cảm kích có phải em muốn bị đuổi việc không? Tôn Hình Hình chừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. Audio điện tử võ tấn bền. Phương Hiểu Như bĩu môi, cuối cùng cũng không nói gì, phần công việc này rất quan trọng, cũng không thể vứt bỏ được. Được rồi, chuẩn bị đi tặng hoa. Tôn Hình Hình xoay người đi vào cửa hàng, trong lòng có chút thất lạc. Nàng cũng không phải ngốc, trong lòng nàng cũng có nghi ngờ như Phương Hiểu Như, nhưng nàng không muốn truy vấn, vì nàng không nghĩ nó sẽ thành sự thật. Hai chữ phụ nhất là một cách gọi đặc biệt ở thành phố Giang Hải, đó chính là chỉ bệnh viện đệ nhất phụ thuộc Đại học Giang Hải. Bệnh viện đệ nhất thuộc Đại học Giang Hải có trăm năm lịch sử, đây không phải chỉ là bệnh viện nổi tiếng ở thành phố Giang Hải, nếu tính riêng trong nước cũng có tiếng tăm lừng lẫy, mà trong đó khoa não của bệnh viện lại càng hiền hách, có vinh dự lớn trong nước. Liễu Vân Mạn là một bác sĩ khoa não, 5 năm trước khi nàng mới bắt đầu tiến vào khoa não thì mọi người chỉ kinh ngạc vì dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của nàng. 5 năm sau Liễu Vân Mạn vẫn xinh đẹp nhưng y thuật đã làm cho tất cả đồng sự phải kính nể, dù là những chuyên gia nổi tiếng trong khoa cũng cực kỳ bội phục kỹ thuật khó tưởng của Liễu Vân Mạn. Khi Vương Kiệt nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì có chút lo lắng, đại ca có thể mở miệng là bắt đối phương làm vợ như khi gặp nữ cảnh sát xinh đẹp trước đó hay không. Dung mạo của Liễu Vân Mạn hoàn toàn có thể so sánh cao thấp với lãnh băng băng, chỉ tính qua gương mặt thì còn xinh đẹp hơn Lãnh Băng Băng vài phần, nhưng không có tư thái quyến rũ ma quỷ như Lãnh Băng Băng. Liễu Vân Mạn có hơi gầy, là người đẹp đúng chuẩn, tất nhiên nàng cũng không có vẻ lạnh lùng như Lãnh Băng Băng, trên mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt làm người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Hạ Thiên gặp Liễu Vân Mạn và cảm thấy một cảm giác quen thuộc, đó chính là khí chất xuất trần thoát tục, khá tương đồng với thần tiên tỷ tỷ. Đối với Hạ Thiên thì Liễu Vân Mạn chính là tiên nữ rơi xuống hồng trần. Liễu Vân Mạn đang chăm chú nhìn vào hình ích quang giống như không có cảm giác người nào tiến đến, mà Hạ Thiên và Vương Kiệt cũng thức thời không nói gì, cả hai đứng bên cạnh nhìn Liễu Vân Mạn. Nhưng khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã nhìn thấy một động tác của Liễu Vân Mạn, đó là cứ qua 10 giây thì nàng sẽ dùng ngón tay khẽ ấn lên đầu. Vì vậy mà Hạ Thiên không khỏi tiến lên vài bước, vẻ mặt có chút bất an. Cầm hoa. Hạ Thiên đột nhiên tiến lên nhét hoa vào trong tay Vương Kiệt, sau đó hắn thò tay phải nắm chặt cổ tay Liễu Vân Mạn. Á, à, Liễu Vân Mạn chợt hô lên một tiếng, nàng quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt biến đổi. Cậu là ai? Mau buông tay. Phương Kiệt không khỏi xoa mồ hôi chán, đúng là đau đầu, hắn thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì còn tưởng rằng sẽ không như mấy ngày trước, sao biết đại ca càng ngày càng quá mức. Lần trước đại ca chỉ mở miệng nói muốn nữ cảnh sát xinh đẹp làm vợ, nhiều nhất cũng chỉ là dùng lời nói đùa giỡn mà thôi, nhưng bây giờ lại trực tiếp động tay động chân. Đừng nhúc nhích. Vẻ mặt Hạ Thiên có chút nghiêm túc, điều này làm cho Vương Kiệt ở bên cạnh có chút buồn bực, hắn chưa bao giờ thấy Hạ Thiên có vẻ mặt như lúc này. Liễu Vân Mạn đang định nổi giận, đang định mở miệng gọi người nhưng lập tức cảm thấy không đúng. Hai ngón tay người này kẹp lấy cổ tay nàng, tuy không quá căng nhưng cũng không phải có ý lợi dụng. Liễu Vân Mạn cúi đầu nhìn về phía cổ tay, nàng đột nhiên cảm thấy hành động của đối phương có chút quen thuộc, sau đó trong mắt lóe lên linh quang. Bắt mạch sao? Trong lòng Liễu Vân Mạn chợt bùng lên cảm giác quái dị, người này là bác sĩ y học cổ truyền sao? Chẳng lẽ thấy được nàng bị bệnh, hay chỉ là một tên sắc lang cố ý mượn danh nghĩa này để thân cận chính mình. "Nguy rồi, bác sĩ tỷ tỷ, bệnh của chị bây giờ rất nghiêm trọng, sao không đến tìm tôi từ sớm?" Hạ Thiên cuối cùng cũng buông tay Liễu Vân Mạn rồi nói với vẻ mặt lo lắng. "Bây giờ ngay cả tôi cũng không thể trị dứt, như vậy phải làm sao bây giờ?" "Cậu nói tôi có bệnh vậy tôi bị bệnh gì? Liễu Vân Mạn nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Bác sĩ tỷ tỷ, bệnh của chị rất lạ, tôi chỉ nhìn qua một vài ghi chép linh tinh trong sách thuốc mà thôi, hơn nữa trong sách cũng không nói rõ đây là bệnh gì. Hạ Thiên gãi đầu rất buồn rầu. Biểu hiện vừa rồi giống như xuất huyết não nhưng thực tế lại là một loại bệnh liên quan đến máu và có tính di truyền, loại bệnh này nếu phát hiện sớm thì tương đối dễ điều trị, nhưng để lâu thì rất phiền toái, bây giờ tôi cũng không nắm chắc có thể chữa cho tốt. Khi Hạ Thiên nói xong những lời này thì vẻ mặt Liễu Vân Mạn cũng từ hoài nghi trở thành khiếp sợ, nàng há miệng muốn nói gì đó nhưng thấy Vương Kiệt ôm hoa ở bên cạnh thì nuốt ngược trở về. Liễu Vân Mạn hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nàng cố gắng dùng giọng dịu dàng nói: "Xin hỏi hai vị tiên sinh đến đây xem bệnh, hay là À, đúng rồi, bác sĩ tỷ tỷ tôi là người của cửa hàng hoa hinh hinh, có một vị tiên sinh tặng chị một bó hoa bách hợp. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ lại chuyện chính, hắn nhận hoa trong tay Vương Kiệt rồi đưa đến cho Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn có chút chần chừ, sau đó nhận lấy hoa. Nàng không biết là ai tặng hoa nhưng đối phương rõ ràng biết sở thích của nàng, biết nàng thích nhất hoa bách hợp. Chú về trước đi, nói với chị Hinh là đến tối tôi sẽ về. Hạ Thiên phất tay với Vương Kiệt, tỏ ý bảo đối phương rời đi. Vương Kiệt có chút buồn bực, đại ca đúng là không có nghĩa khí, mình tán gái lại đuổi đàn em đi nơi khác. Đợi đến khi Vương Kiệt rời khỏi phòng thì Hạ Thiên vội vàng nói với Liễu Vân Mạn. "Bác sĩ tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh lên, tôi phải tìm một chỗ thanh tịnh, phải lập tức trị bệnh cho chị, nếu không sẽ chẳng kịp." Liễu Vân Mạn tất nhiên sẽ không thể đi theo một người đàn ông xa lạ, nàng khẽ mỉm cười nhìn Hạ Thiên. "Không phải cậu vừa nói bệnh của tôi rất khó chữa trị sao?" "Đúng vậy," bây giờ tôi chị không hết hạ thiên gật đầu nhưng tôi nghĩ rằng có thể kéo dài tuổi thọ của chị sau đó đợi một thời gian tôi có thể chữa tốt cậu nói cho tôi biết cậu tên gì liễu vân mạn suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi nàng vẫn rất cẩn thận việc này có quan hệ rất lớn với nàng nàng không thể qua loa ít nhất cũng phải biết rõ chi tiết về đối phương tôi là hạ thiên bác sĩ tỷ tỷ chị phải tin tôi nếu tôi không trị dứt bệnh cho chị thì trên đời không ai có thể làm được nếu chị không chịu chữa trị chị thì hai tháng sau sẽ không còn gắng gượng được nữa, tôi cũng sẽ rất đau lòng. Hạ Thiên vội vàng nói, tốt xấu gì hắn cũng ở trong thành phố được vài ngày, hắn cũng biết vị bác sĩ tỉ tỉ trước mặt không tin tưởng mình. Hạ Thiên sao? Liễu Vân Mạn thì thào nói, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng những gì đối phương trình bày lại làm nàng không thể không tin người thanh niên trước mặt có bản lĩnh phi phàm. Vì đến lúc này nàng đã đến gặp rất nhiều danh y, nhưng người nói ra nguyên nhân một cách chính xác cũng chỉ có một mình Hạ Thiên. Bệnh của Liễu Vân Mạn là một bí mật, tuy nàng đã đến gặp rất nhiều danh y nhưng đều là lén xem bệnh, hơn nữa trước khi xem bệnh đã cùng đối phương ký kết hiệp nghị bí mật. Vì vậy dù là trong bệnh viện cũng không ai biết nàng sinh bệnh, còn căn bệnh của nàng là một loại bệnh di truyền đường máu, ngoài nàng và người trong nhà thì không ai biết. Vì vậy nàng tin Hạ Thiên cũng không phải biết được tin tức từ ai đó, chỉ có thể thật sự chuẩn đoán ra nhưng Hạ Thiên còn rất trẻ, nhìn qua có vẻ chưa tới 20, vẫn là một thanh niên, nếu muốn Liễu Vân Mạn giao phó toàn bộ vận mệnh gia tộc lên người đối phương thì rất đáng lo lắng. Có rất nhiều người đã xem bệnh cho tôi nhưng đều trị không khỏi, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu định chữa bệnh cho tôi thế nào được không? Liễu Vân Mạn lại hỏi, bác sĩ tỷ tỷ, chị đã nghe qua phương pháp nghịch thiên bát châm chưa? Hạ Thiên khẽ hỏi, Liễu Vân Mạn nhíu mày, Thật ra nàng có xuất thân từ y học cổ truyền nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Cũng không phải nàng xem thường y học cổ truyền, nhưng y học cổ truyền không giải quyết được bệnh tình cho gia tộc, vì vậy nàng tập trung vào Tây y, hy vọng có thể tìm được biện pháp. Đáng tiếc, lúc này nàng đã là bác sĩ nổi tiếng khoa não nhưng vẫn không có biện pháp chữa trị cho mình. Cậu có thể để lại phương pháp gì đó để liên lạc không? Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cần suy xét tình huống." Nếu như tôi muốn mời cậu chữa bệnh thì sẽ gọi điện thoại, cậu thấy thế nào? Được rồi. Hạ Thiên đưa số điện thoại của mình cho Liễu Vân Mạn. Bác sĩ Tỷ Tỷ, chị đừng suy xét quá lâu, bệnh của chị không thể tiếp tục kéo dài. Yên tâm, chậm nhất là ngày mai tôi sẽ có câu trả lời thuyết phục. Liễu Vân Mạn cười nhạt một tiếng, nàng có thể nhìn thấy Hạ Thiên rất quan tâm đến bệnh tình của mình. Bác sĩ Tỷ Tỷ, tôi đi trước. Hạ Thiên rời khỏi rất nhanh. Sau khi Hạ Thiên rời khỏi phòng làm việc thì Liễu Vân Mạn nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số. Bà nội, cháu là Tiểu Mạn. chương 32, cứu con tin trong vòng 3 giây. Tiểu Mạn, cháu không phải đang làm việc sao? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh hiền lành. Thế nào, nhớ bà nội à? Đúng vậy, bà nội, cháu rất nhớ bà. Trong giọng nói của Liễu Vân Mạn mang theo chút hương vị làm núng. Nhà đầu kia, chỉ biết lừa bà, nếu thật sự là nhung nhớ sao không về thăm. Đừng nói là không có thời gian đấy nhé, từ chỗ cháu lái xe về nhà chỉ mất một giờ mà thôi. Trong giọng bà lão mang theo vài phần trách móc. Bà nội, cháu biết lỗi rồi, cháu sẽ về thăm bà nhanh thôi. Liễu Vân Mạn nũng nịu nói, ánh mắt có hơi buồn bã. Đúng vậy, nàng nên quay về thăm bà nội, nếu không vài tháng sau sẽ chẳng còn cơ hội. Tiểu Mạn, lúc này cháu tìm bà, có phải có chuyện gì không? Bà lão khẽ thở dài, vì vậy chủ động hỏi, cũng coi như biết rõ cháu mình, khoảng thời gian này nếu không có chuyện quan trọng thì Liễu Vân Mạn sẽ không bao giờ gọi điện thoại về nhà. Liễu Vân Mạn có chút trần chừ, sau đó khẽ hỏi. "Bà nội, bà đã nghe qua Nghịch Thiên Bát Châm chưa?" Soảng. Đầu dây bên kia chợt vang lên âm thanh một chiếc ly rơi xuống đất, ngay sau đó Liễu Vân Mạn chợt nghe thấy một âm thanh được đề cao 180 độ, bên trong còn có chút run rẩy nghịch thiên bát trâm sao tiểu mạn ai nói cho cháu biết nghịch thiên bát trâm bà nội bà bà làm sao vậy liễu vân mạn có chút lo lắng tiểu mạn bà không sao cháu mau nói cho bà biết ai nói cho cháu biết nghịch thiên bát trâm người đó có biết nghịch thiên bát trâm không giọng nói của bà lão trở nên vội vàng là một người tên là hạ thiên cậu ấy chưa nói có biết nghịch thiên bát trâm hay không nhưng nói có thể chữa bệnh cho cháu cháu hỏi cậu ta chữa bệnh thế nào cậu ta nói đến nghịch thiên bát châm. Liễu Vân Mạn sợ bà nội không rõ nên dứt khoát nói ra toàn bộ sự việc. Hạ thiên sao, một người chưa đến 20 tuổi. Bà lão thì thào trong điện thoại. Sao cậu ta lại là một người đưa hoa? Bà nội, chẳng lẽ cậu ta là một tên lừa gạt? Liễu Vân Mạn nói bằng giọng có chút bất an. Không, sẽ không, bà cũng không biết rõ ràng. Thế này đi, Vân Man, bà sẽ lập tức vào nội thành, bà muốn đích thân gặp cậu thanh niên kia bà lão lập tức đưa ra quyết định này bà nội bà không cần tới nếu bà muốn gặp cậu ta cháu có thể đi tìm sau đó dẫn cậu ta đến gặp bà liễu vân mạn vội vàng nói không bà lão cắt ngang lời liễu vân mạn tiểu mạn nếu như cậu thanh niên kia thật sự đã được học nghịch thiên bát châm bà nhất định phải đến gặp mặt cậu tao trong lời nói của bà lão mang theo hương vị không thể cự cãi bà sẽ lập tức khởi hành, cứ chờ bà. Vâng, bà nội. Việc đã đến nước này thì Liễu Vân Mạn cũng không phản đối, nhưng trong lòng có thêm vài phần hiếu kỳ với Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu thanh niên kia thật sự là kỳ nhân ẩn thế. Cửa bệnh viện chợt vang lên những tiếng còi cảnh sát rồn rập, Liễu Vân Mạn từ bên cửa sổ nhìn xuống dưới, có vài chiếc xe cảnh sát tiến vào bệnh viện, trong xe có vài tên đặc công được võ trang đầy đủ. Liễu Vân Mạn chợt kinh ngạc, bệnh viện xảy ra chuyện lớn gì rồi? bệnh viện quả thật đã sinh chuyện, hơn nữa còn là một sự kiện bắt cóc con tin khá nghiêm trọng. Sự việc phát sinh ở lầu 6, một bệnh nhân cầm dao bắt cóc một cô y tá. Lý Bình, anh còn là cảnh sát sao? Một chút chuyện cũng không làm ra hồn. Lãnh băng băng lúc này đang nổi cơn lôi đình. Bây giờ tốt nhất anh nên cầu mong cho con tin không gặp phải chuyện không may, nếu không anh chuẩn bị cởi bộ đồ đồng phục cảnh sát ra. Lý Bình là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 6, là thuộc hạ trực thuộc của lãnh băng băng lúc này hắn bị lãnh băng băng mắng mỏ không dám phản bác trong lòng hắn cũng thầm mắng mấy tên thuộc hạ đám người này đúng là chẳng ra gì chẳng phải hắn nói sẽ đi ra ngoài một lát thôi sao bây giờ để xảy ra chuyện lớn vậy à nếu con tin trực tiếp sinh chuyện không may nếu trực tiếp truy cứu trách nhiệm thì lý bình thật sự khó thể giữ lại cần câu cơm lý bình liên tục kêu khổ hắn cầu nguyện làm sao cho đội đặc công đến nhanh một chút Hy vọng những tay bắn tỉa có thể thu phục đám phạm nhân, chỉ cần con tin an toàn thì nhiều lắm hắn cũng chỉ bị xử phạt mà thôi. Tất cả bệnh nhân ở lầu 6 đã được sơ tán, Lý Bình liên tục nhìn về phía cầu thang, sao đám đặc công còn chưa tới? Đúng lúc này Lý Bình chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, hắn thấy một thanh niên đang chậm rãi đi từ lầu 7 xuống bên dưới, khi nhìn kỹ lại thì Lý Bình trở nên cực kỳ vui mừng. Hạ Thiên, Hạ Thiên. Lý Bình phóng về phía người thanh niên kia hạ thiên có chút mơ hồ anh là ai vậy à hạ thiên chúng ta đã gặp nhau ở đồn cảnh sát tôi là thuộc hạ của đội trưởng lãnh tôi là lý bình lý bình có chút xấu hổ người này hình như chỉ nhớ mặt người đẹp mà thôi hạ thiên nhìn thấy lãnh băng băng thì cực kỳ vui mừng hắn tiến lên chào hỏi cảnh sát tỉ tỉ chị đến đây làm gì thế đừng làm phiền tôi lãnh băng băng trợn mắt nhìn hạ thiên chúng tôi đang phá án cậu xuống lầu đi đội trưởng, đội trưởng, đừng. Lý Bình vội vàng chạy đến, hôm nay đúng là không may, Hạ Thiên là quý nhân, sao có thể để cho đội trưởng đuổi đi như vậy được. Lý Bình, anh làm gì đấy? Lãnh băng băng rất mất hứng. Đội trưởng, chị quên rồi sao? Lý Bình khẽ nói. Lần trước ở đồn cảnh sát, Hạ Thiên đã đơn giản tước súng của Hoàng An Bình, chúng ta nên để cậu ấy hỗ trợ. Không được, cậu ta không phải là cảnh sát lãnh băng băng không đợi lý bình nói xong mà lập tức phủ quyết tất nhiên nàng cũng hiểu ý của lý bình đội trưởng cũng vì cậu ấy không phải là cảnh sát mới tốt thượng cấp nói chúng ta giao vụ này cho đặc công nếu chúng ta tự mình hành động sẽ trái lệch nhưng nếu để người không có liên quan gì đi làm như vậy sẽ chẳng liên quan gì đến chúng ta lý bình nhanh chóng nói nếu trước khi đặc công đến mà chúng ta đã thu phục được bọn bắt cóc chẳng phải rất có thể diện sao tóm lại là không được đặc công sẽ đến ngay cứ để bọn họ hành động lãnh băng băng vẫn không đồng ý về phần mặt mũi xảy ra chuyện thế này anh nghĩ rằng chúng ta còn mặt mũi nữa sao nhưng đội trưởng tôi nghe nói trình độ của đám đặc công kia cũng chỉ là bình thường mà thôi nếu lỡ may có người chết trách nhiệm sẽ đổ lên vai chúng ta nếu bây giờ để cho hạ thiên ra tay như vậy sẽ cẩn thận hơn lý bình cố gắng khuyên bảo hắn nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu đội trưởng chị cũng không muốn con tin gặp chuyện không may đấy chứ lý bình biết rất rõ đội trưởng của mình rất có tinh thần trọng nghĩa trong suy nghĩ của nàng thì sự an toàn của con tin được đặt lên trên hết quả nhiên lý bình nói như vậy thì cuối cùng lãnh băng băng cũng có chút động lòng người khác không hiểu rõ bản lĩnh của hạ thiên nhưng lãnh băng băng đã được thể nghiệm tuy nàng không thể đánh chết tên khốn này nhưng cũng phải thừa nhận đối phương rất mạnh để cho hắn đi cứu người thì cực kỳ thích hợp đội trưởng không tốt Quách Lượng có vẻ rất kích động. Một cảnh sát chạy đến, Quách Lượng là tên đang giữ con tin. Lãnh băng băng nhìn về phía đầu cầu thang, đặc ông còn chưa đi lên, vì vậy nàng khẽ cắn môi rồi đưa ra quyết định, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Cậu theo tôi. Lãnh băng băng nhanh chóng đi về phía một phòng bệnh, nơi đó chính là chỗ đám cướp đang đứng, Hạ Thiên cũng đi theo sau. Lúc này Lý Bình ở phía sau phải thở vào một hơi, hắn tin chén cơm của mình đã được bảo vệ hơn phân nửa. Phạm nhân là Quách Lượng, chính là đám cướp tối qua muốn cướp cậu, hắn đang dùng một chiếc kéo bắt cóc nữ y tá, cậu may cứu người ra. Lãnh Băng Băng vừa đi vừa nói với Hạ Thiên, thì ra đám cướp tối qua được đưa đến bệnh viện này, mà Lý Bình là người phụ trách trông coi. Đáng lý ra mỗi tên đều bị còng trên giường nhưng Quách Lượng không biết dùng thứ gì mà mở ra được, sau đó hắn thừa dịp cảnh sát không để ý mà bắt cóc một y tá. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi cứu cô y tá. Có phải chị sẽ đồng ý làm vợ tôi không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu, Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Cứu người trước nói sau. À, vậy thì tôi hành động đây. Hạ Thiên phóng vào phòng bệnh như gió lốc, vài giây sau hắn chạy ra như gió lốc rồi nói. Cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ đã đồng ý làm vợ tôi chưa? Không phải tôi nói cậu phải cứu người trước sao? Lãnh Băng Băng nghiến răng nghiến lợi nói đã cứu người rồi. Hạ thiên ra vẻ vô tội nói. Cái gì? Lãnh băng băng chợt sững sờ, sau đó nàng lập tức nhìn thấy một cô y tá từ trong phòng bệnh phóng ra bổ nhào vào ngực một cảnh sát rồi khóc ầm lên, mà cô y tá chính là người bị tên cướp bắt cóc. Lãnh băng băng lập tức đi vào phòng bệnh, quách lượng bên trong đã té xỉu, còn cây kéo vẫn ở trên tay hắn. Nhanh như vậy sao? Ngoài cửa vang lên tiếng hô kinh hoàng của Lý Bình dù lý bình đã thấy qua bản lĩnh của hạ thiên nhưng cũng không ngờ đối phương giải quyết tình cảnh nhanh như vậy thậm chí còn chưa tới một phút đồng hồ tất nhiên nếu lý bình biết hạ thiên ra tay còn chưa đến vài giây thì sợ rằng tròng mắt sẽ rơi xuống đất lý đại ca cảm ơn anh hạ thiên vỗ vỗ vai lý bình lý bình chợt cảm thấy choáng váng hắn dở khóc dở cười nói hạ thiên là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng cậu cảm ơn tôi làm gì tất nhiên tôi phải cảm ơn anh nếu anh không cho tôi cơ hội thì cảnh sát tỷ tỷ sao đồng ý làm vợ tôi hạ thiên cười hì hì nói sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi tôi sẽ hỗ trợ nhất định nhất định rồi lý bình mừng như điên loại chuyện tốt này coi như hiếm có khó tìm sau này có một siêu nhân giúp đỡ còn có vụ nào không phá được lãnh băng băng cũng tức giận giống lên cậu nói bậy bạ gì đấy ai đồng ý là vợ cậu cảnh sát tỷ tỷ vừa rồi không phải chị nói cứu người ra trước rồi nói sao sao. Không phải đồng ý làm vợ tôi rồi à? Hạ Thiên vội vàng nói. Tôi chỉ nói cậu cứu người trước, có nói cậu cứu người xong thì tôi thành vợ cậu đâu. Lãnh băng băng tức giận nói. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, vẻ mặt hắn như ăn phải mướp đắng. Đúng vậy, ôi, sau này phải chờ sự việc rõ ràng mới hành động. Hạ Thiên lắc đầu rồi vỗ vai Lý Bình, hắn dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Lý đại ca, cảnh sát tỷ tỷ không làm vợ tôi, sau này tôi cũng không thể giúp anh được. Lý Bình lập tức sinh ra cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hắn dùng ánh mắt có chút tức tối nhìn Hạ Thiên, dù đổi ý cũng không nhanh như vậy chứ. Những tiếng bước chân vang lên rồn rập, đám đặc công võ trang tận răng đã xuất hiện, nhưng đám người này lập tức phát hiện ra mình đến có vẻ hơi dư thừa. chương 33, Đại Hiệp tôi hận anh. Khi Hạ Thiên quay về cửa hàng hoa thì không gặp Tôn Hinh Hinh, lúc này chỉ có Phương Hiểu Như và Vương Kiệt ở bên trong. Bây giờ Vương Kiệt đã trở thành một nửa nhân viên của cửa hàng hoa, sở dĩ nói là một nửa vì nhân viên này không ăn lương. Hỏi Phương Hiểu Như thì mới biết Tôn Hinh Hinh ra ngoài mua hoa tươi, bây giờ hàng tồn trong cửa hàng cũng không còn nhiều, hôm nay đã bán đi hơn 25 đóa hoa bách hợp, ngày mai sẽ không đủ dùng, vì vậy Tôn Hinh Hinh phải đi mua hàng quay về. Này, Hạ Thiên, Vương Kiệt nói anh đi tán Liễu Vân Mạn, có thật vậy không? Phương Hiểu như hỏi: "Không phải tôi chữa bệnh cho cô ấy?" Hạ Thiên lắc đầu: "Anh có thể chữa bệnh sao?" Phương Hiểu như có vẻ không tin. "Đúng vậy." Hạ Thiên gật đầu khẳng định. "Tôi chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ." "Hừ, anh mà là đệ nhất thần y cái quái gì?" Phương Hiểu như lập tức cười nhạo. Hạ Thiên cũng không phản bác, hắn còn đang nghĩ về chuyện của Liễu Vân Mạn, tuy bệnh của cô ta rất nghiêm trọng, cũng có chút quỷ dị nhưng dùng nghịch thiên bát châm khẳng định có thể sẽ chữa trị tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn hoàn toàn không thể thi triển toàn bộ nghịch thiên bát châm. Thực thế thì bây giờ hạ thiên mới chỉ có thể thi triển được nhị châm, vì công lực của hắn không đủ, mà nếu muốn chữa bệnh cho liễu vân mạn thì phải cần tam châm. Dựa theo tình hình tiến triển công lực của mình thì ít nhất phải 3 năm sau mới thi triển được tam châm. Nói cách khác phải kéo dài cuộc sống của bác sĩ tỷ tỷ thêm 3 năm, nhưng vấn đề này có hơi khó khăn. Hạ Thiên có chút buồn rầu, dựa theo tình huống thông thường thì Liễu Vân Mạn chỉ còn sống được 3 tháng, hắn có thể nắm chắc kéo dài cuộc sống của Liễu Vân Mạn ra một năm, nhưng 3 năm thì chưa chắc. Nếu không thì mình đẩy mạnh tiến độ tu luyện. Trong đầu Hạ Thiên chợt xuất hiện ý nghĩ này, thể chất của hắn rất đặc biệt, công pháp tu luyện cũng đặc biệt, thực tế thì khoảnh khắc nào cũng tự động tu luyện, cũng không thể nào đẩy mạnh tốc độ, trừ khi. Hạ Thiên lắc dầu, khả năng kia là quá nhỏ, cũng không an toàn, vì vậy hắn nên nghĩ biện pháp khác ông xã điện thoại kia ông xã điện thoại kia tiếng nhạc chuông quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của hạ thiên hạ thiên lấy điện thoại ra nhìn một dã số lạ dù có chút kỳ quái nhưng hắn vẫn nhấn nút nghe alo ai đó đại hiệp là tôi là triệu thanh thanh đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hưng phấn sao em biết số điện thoại của anh hạ thiên cũng không nghĩ ra vì sao triệu thanh thanh biết số điện thoại của mình hình như hắn chưa từng nói số điện thoại cho nàng biết thì phải đại hiệp anh không nhớ à hôm qua anh làm bản ghi chép thì để lại số điện thoại tôi hỏi chị băng băng chị băng băng nói cho tôi biết triệu thanh thanh nhanh chóng nói à em tìm anh có chuyện gì hạ thiên tất nhiên không có hứng thú với người đẹp tình nguyện làm vợ nhỏ này đại hiệp tôi đang ở võ quán tây côn đô Tôi nói cho bọn họ biết anh là cao thủ đỉnh cấp, nhưng ai cũng nói tôi khoác lác, không bằng anh đến đây chứng minh một chút được không?" Giọng nói của Triệu Thanh Thanh rất lớn, giống như muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Mà Hạ Thiên cũng từ trong điện thoại nghe được rất nhiều tiếng người. "Không được." Hạ Thiên lập tức từ chối. "Không phải đấy chứ, đại hiệp, bọn họ xem thường anh, sao anh lại chẳng quan tâm?" Triệu Thanh Thanh bắt đầu dùng kế khích tướng so đo với đám người đó cũng làm mất thân phận của tôi. Hạ Thiên không cho là đúng. Sau đó hắn cúp điện thoại. Triệu Thanh Thanh không cam lòng lại gọi đến vài cuộc điện thoại nữa. Hạ Thiên căn bản không nhận. Một lát sau Hạ Thiên nhận được một tin nhắn. Đại Hiệp, anh để tôi thất vọng lớn rồi. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Một lát sau lại có một tin nhắn. Đại Hiệp, thù tôi là đồ đệ đi nha. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Vài phút trôi qua có tin nhắn thứ ba. Đại hiệp, tôi hận anh. Sau khi nhận được tin nhắn này thì Triệu Thanh Thanh cũng không tiếp tục quấy rối Hạ Thiên, cuối cùng hắn cũng có được chút thời gian yên tĩnh. Mà lúc này Mã Hùng Binh đang ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn Thiên Mã, vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Tối qua sau khi bị Hạ Thiên uy hiếp thì đầu tiên Mã Hùng Binh làm theo sự phân phó của đối phương, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn sẽ suy tính như vậy. Tuy Hạ Thiên nói không giết hắn, nhưng tin người khác không bằng tin mình, vì vậy ngay từ sáng sớm hôm nay hắn đã cho người điều tra địa vị của Hạ Thiên, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mã ca, ngoài cửa phòng làm việc chợt xuất hiện một người đàn ông khoảng 40. Lão thất, cậu đã đến rồi, vào đi. Mã hùng binh vội vàng đứng lên chào hỏi. Sau khi lão thất đi vào thì hắn lập tức đi ra khép cửa ban công. Mã Hùng Vinh mồi một điếu thuốc đưa cho lão thất, hắn hạ giọng nói. Điều ta rõ ràng chưa? Tiểu tử kia có địa vị gì? Lão thất hít vào một hơi thật sâu, hắn lắc đầu nói. Mã ca, sự việc có chút phiền toái. Thế nào? Vẻ mặt mã hùng binh chợt biến đổi. Chẳng lẽ địa vị của tiểu tử này quá lớn? Nghe nói hắn ta chỉ là một nhân viên cửa hàng hoa thôi mà. Mã Hùng Binh biết được tin tức này cũng đều có từ Điền Hiểu Nhã, hắn nhiều tiền nên không quan tâm, trực tiếp ném cho Điền Hiểu Nhã một triệu, để nàng ở bên cạnh Tôn Thiên Vũ tìm hiểu tin tức Hạ Thiên. Tất nhiên Tôn Thiên Vũ cũng biết rất ít, có được một triệu cũng xem như vắt hết tất cả tin tức. Mã Ca, tiểu tử này giống như tự nhiên chui ra vậy. Hắn mới ở thành phố Giang Hải được vài ngày nhưng em tìm đến bạn trong đội ngũ cảnh sát hình sự, biết được một chuyện liên quan đến tiểu tử kia. Lão thất lắc đầu. Tuy em không biết hắn có địa vị gì, nhưng nếu Mã Ca có cửu án khó thể giải quyết với hắn thì đừng nên động vào. Lão thất, huynh đệ chúng ta thân như ruột thịt, tôi cũng không gạt cậu, có vài lời muốn nói với cậu vẻ mặt mã hùng binh chợt trở nên có chút khó coi chuyện con tiện nhân điền hiểu nhã kia cậu cũng biết rồi đấy tôi định giết chết tôn thiên vũ nhưng đêm qua hạ thiên đột nhiên xuất hiện trong biệt thự hắn bắt tôi phải thả điền hiểu nhã cũng không được động vào tôn thiên vũ nếu không tôi sẽ bị xử lý việc này biết nói thế nào nhỉ nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nếu có thể nhẫn thì tôi cũng phải nhẫn nhưng nếu có cơ hội xử lý đối phương tôi sẽ không thể nhịn được cơn tức mã ca nếu là như vậy thì anh nên nhẫn thôi trên mặt lão thất lộ ra nụ cười khổ những ngày qua tiểu tử hạ thiên này náo loạn hơi nhiều tô tử cường của tô ra bị hắn đánh cho vào bệnh viện sau vài giờ tự động tỉnh lại khám nghiệm không có chút thương thế nào mã ca tiểu tử này muốn động vào ai thì sợ rằng sẽ không để lại chứng cứ vẻ mặt mã hùng binh chợt biến đổi có chuyện này sao tô ra không truy cứu à rất kỳ quái tô ra chủ động không truy cứu chuyện này Hạ Thiên hình như có chút quan hệ với Tô gia, nghe nói Tô Bối bối kia có quan hệ không tệ với hắn. Lão thất chợt nhíu mày. "Còn nữa, cục công an xảy ra chuyện lớn, Hoàng An Bình lợi dụng bệnh dùng súng ép lãnh băng băng phải cưới hắn, anh có biết kết quả là thế nào không?" Lão thất tự trả lời. "Vẫn là tiểu tử Hạ Thiên kia, lúc đó hắn đang bị còng, đúng khoảnh khắc Hoàng An Bình nổ súng thì thoát khỏi còng tay và cướp súng. Nếu không phải người bạn phải thề thốt để đảm bảo sợ rằng em còn cho rằng hắn đang lừa gạt mình vẻ mặt mã hùng binh chợt trở nên âm trầm tôi tin điều này tôi qua tiểu tử kia ở trong biệt thự dùng hai tay xoa một cây dao thành một cục như người ta nhào bột mì mã ca thôi thì bỏ qua chỉ là một con đàn bà mà thôi lão thất thở dài nói lão thất đây không phải là vấn đề đàn bà vấn đề là mặt mũi mã hùng binh lắc đầu chủ yếu là tôi sợ sau này tiểu tử kia sẽ đến xử lý tôi mã ca anh không cần lo lắng quá độ hắn và anh không có thủ oán gì chỉ cần anh không động đến hắn hắn sẽ không đến làm phiền anh lão thất lắc đầu nói đúng rồi mã ca lão thất nghĩ đến một chuyện người bạn của em còn nói đến một tin tức không chính xác tin tức gì mã hùng binh vội vàng hỏi hạ thiên chính là chồng của kiều tiểu kiều lão thất nói cái gì kiều tiểu kiều nào mã hùng binh chợt chấn động là kiều tiểu kiều kia lão thất có chút bất đắc dĩ nghe bọn họ nói đã chính miệng nghe kiều tiểu kiều gọi hạ thiên là chồng sở dĩ không xác nhận vì kiều gia bên kia còn chưa thừa nhận khoảnh khắc này mã hùng binh chợt ngây dại một lúc lâu sau mã hùng binh mới thở dài thôi được lão thất tôi nghe lời cậu tôi nhịn lão thất gật đầu nói mã ca em đi trước đi thôi lần sau kêu các anh em đến uống rượu Mã Hùng binh có vẻ vô tình. Lão Thất nhanh chóng lui ra, trong lòng có chút bất an, vì hắn thấy Mã Hùng binh vẫn có chút không cam lòng. Điều này làm cho lão Thất có chút cảm khái, trước đó Mã Hùng binh có thể nhịn tất cả, ngay cả vợ cũng đưa cho người ngoài, nhưng bây giờ chỉ vì một tình nhân mà lại khó thể tiếp nhận. Vẫn là câu nói càng nhiều tiền thì tâm tình càng khó đoán. Hạ Thiên lúc này rất nhàm chán, trước đó hắn chán nản thì còn có thể thưởng thức người đẹp, nhưng bây giờ không có mặt tôn Hinh Hinh niềm vui thú cuối cùng cũng mất. Này mập, chú có biết thứ gì giải trí đỡ buồn không? Hạ Thiên hỏi, Phương hiểu như suốt ngày đều gọi là mập, vì vậy bây giờ ai cũng gọi Vương Kiệt là mập. À, đại ca, bình thường em không có việc gì đều lên mạng dạo chơi. Vương Kiệt cười ngượng ngùng. Lên mạng có gì vui? Hạ Thiên hỏi, có nhiều thứ lắm, có thể chat chít, xem tin tức, chơi game. Vương Kiệt biết rõ Hạ Thiên rốt đặc với máy tính, cũng không kỳ quái vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Hạ Thiên, nếu anh muốn lên mạng thì có thể nói chị Hinh dạy cho, không phải chị Hinh có máy tính sao? Phương hiểu như sen vào một câu. Có sao? Hạ Thiên thật sự không biết. Tất nhiên là có, tôi đã đến nhà chị Hinh rồi, trong phòng có máy tính đó. Phương hiểu như dùng giọng có chút kỳ quái nói. Này, không phải hai người đã lên giường với nhau rồi sao? Chẳng lẽ anh chưa từng vào phòng chị Hinh? chưa vào, tối qua chị Hinh nằm trên giường của anh. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Phương hiểu như không nói thêm lời nào. mươi 34, Nghịch Thiên Bát châm. Ông xã, có điện thoại kia. Chuông điện thoại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ, hắn tưởng là triệu thanh thanh, vì vậy không nghe máy. Một lát sau điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên càng nhận định đây là triệu thanh thanh, vì vậy cũng không nghe máy. Vài phút sau, Ủa, đại ca, đây không phải là người đẹp bác sĩ sao? Vương Kiệt đột nhiên nhảy dựng lên có chút khoa trương. Đâu, đâu? Hạ Thiên chợt sướng sờ, hắn vội vàng hỏi. Cửa trường học, đang đi về phía bên này. Vương Kiệt chỉ chỉ, hắn còn chưa kịp nói hết lời đã không còn nhìn thấy Hạ Thiên. Hắn đảo mắt nhìn lại, lúc này Hạ Thiên đã đến trước mặt Liễu Vân Mạn. Bác sĩ tỷ tỷ, chị đến tìm tôi sao? Hạ Thiên phóng như bay đến trước mặt Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn lúc này không mặc bộ đồng phục bác sĩ, nhưng toàn thân vẫn trắng toát, mặc một chiếc áo liền quần, nhìn qua giống như đóa hoa thuần khiết màu trắng, càng nhìn càng có khí chất thoát tục. Hạ Thiên, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu, sao cậu không nhận điện thoại? Khi nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt Liễu Vân Mạn có chút vui mừng. Bác sĩ tỷ tỷ, vừa rồi là chị gọi đến sao? Hạ Thiên ngẩn người, sau đó hắn cười hì hì. Trời rất nắng, chúng ta vào trong tiệm hoa nói chuyện. Hạ Thiên cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, hắn trực tiếp kéo tay Liễu Vân Mạn định chạy đi. Liễu Vân Mạn đột nhiên bị Hạ Thiên giữ chặt tay, nàng vùng vẫy theo vô thức nhưng khó thể thoát ra, vì vậy mà gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ hồng, đồng thời cũng có chút giở khóc giở cười, mình và hắn thân quen như vậy sao? Xin hỏi, anh có phải là hạ thần y không? Sau lưng Liễu Vân Mạn chợt vang lên một âm thanh. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện sau lưng Liễu Vân Mạn có hai người. Một lão bà gầy tong teo, đầu trắng tinh, bộ dạng 6, 70 tuổi nhưng tinh thần rất tốt. Bên cạnh bà lão là một người phụ nữ trung niên hơn 40, nàng đang dùng dù che cho bà lão, tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời. Bà lão đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, cặp mắt đặc biệt sáng, không giống như một bà già 6, 70. Hạ Thiên cũng đoán ra người lên tiếng vừa rồi là bà lão này. Nhưng, cái gì mà Hạ thần y? Lần đầu tiên Hạ Thiên nghe được người ta xưng hô như vậy hắn cảm thấy có chút kỳ quái cũng có chút hưởng thụ không sai tôi họ hạ hạ thiên suy nghĩ một chút cuối cùng hắn cũng gật đầu tôi là thần y đại sư phụ của tôi có nói làm người nên khiêm tốn nhưng nếu quá khiêm tốn sẽ bị xét đánh vì vậy tôi là thần y sẽ có gan thừa nhận ninh tố nga xin ra mắt hạ thần y bà lão cúi người với hạ thiên này lão nhân ra đừng khách khí nếu không chúng ta vào tiệm hoa ngồi nói chuyện được không? Hạ Thiên không ngờ bà lão lại cho mình lễ lớn như vậy, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Được, cứ theo lời Hạ Thần Y. Trên mặt bà lão Ninh Tố Nga chợt lộ ra nụ cười. Hạ Thiên đưa ba người vào trong cửa hàng hoa, hắn mời mọi người ngồi xuống, sau đó rót nước cho mọi người rất ân cần. Vì Liễu Vân Mạn vừa rồi có nói đây là bà nội mình, mà người phụ nữ trung niên kia chính là mẹ của nàng, nếu Hạ Thiên muốn biến bác sĩ tỷ tỷ trở thành vợ mình thì không thể đắc tội với hai người này. Đại ca, anh thật trâu bò, người đẹp bác sĩ tự tìm đến tận cửa. Vương Kiệt lén dựng thẳng ngón cái với Hạ Thiên. Hạ thần y, không lừa anh, tôi cũng có nghiên cứu y học cổ truyền, cũng có một vấn đề rất phức tạp mà nhiều năm rồi chưa từng giải đáp, không biết Hạ thần y có thể giải đáp được không? Bà lão Ninh Tố Nga chợt cười nói, "Bà nội, xin ngài cứ nói." Hạ Thiên vội vàng nói, Liễu Vân Mạn cảm thấy đau đầu, cũng không phải vì nguyên nhân xuất huyết não mà vì Hạ Thiên, người này cũng dám gọi là bà nội sao? Vương Kiệt lại khiếp sợ bản lĩnh tán gái của Hạ Thiên, mới có một lúc mà đã gặp mặt họ nhà gái rồi sao? Bà lão Ninh Tố Nga thấy Hạ Thiên gọi như vậy thì dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn cháu gái bảo bối của mình, sau đó bà lại nhìn về phía Hạ Thiên rồi chậm rãi nói: "Tôi có nghe qua một câu, nhất trâm sinh, nhị trâm tử, nhưng cũng biết nội dung chưa đầy đủ." tôi lại nhớ không rõ, không biết hạ thần y có thể nói rõ ràng được không? Hạ thiên lập tức hiểu lời, hắn cười với Ninh Tố Nga rồi nói. Thì ra bà nội đang khảo nghiệm cháu. Ninh Tố Nga chỉ cười nhạt một tiếng nhưng không lên tiếng, rõ ràng đang chờ đáp án của hạ thiên. Hạ thiên thu nạp vẻ vui cười, hắn chậm rãi nói. Nhất châm sinh, nhị châm tử, tâm châm thịt cốt, tứ châm tẩy tủy, ngũ châm đan thành, lục châm thần, thất châm tiên, bát châm có thể nghịch thiên ninh tố nga đột nhiên đứng lên bà dùng giọng kích động nói nghịch thiên bát châm cậu thật sự biết nghịch thiên bát châm sao khi thấy ánh mắt sáng quắc của bà lão ninh tố nga thì hạ thiên có chút ngượng ngùng thật ra cháu chỉ biết có hai châm hai châm hai châm cũng quá đủ rồi trong mắt bà lão ninh tố nga chợt chảy ra hai giọt lệ trong liễu ra chúng ta cuối cùng cũng được cứu ninh tố nga lại cúi đầu thật sâu với hạ thiên hạ thần y khẩn cầu cậu ra tay cứu giúp nhân mạnh của nhà họ liễu chúng tôi, liễu ra chúng tôi sẽ trung thành tương báo. Hạ Thiên nghe thấy như vậy mà thiếu chút nữa đã lệ nóng đầy mặt, đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng cũng có người tình nguyện để hắn chữa trị. Bà nội, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ chữa hết bệnh cho mọi người trong nhà. Hạ Thiên vội vàng gật đầu. Về phần cái gì là trung thành tương báo thì không cần thiết, chỉ cần để bác sĩ tỷ tỷ làm vợ cháu là được. Ninh Tố Nga lúc đầu có hơi ngây người, sau đó lại cười ha hả nói. Tốt, tốt, cậu nói như vậy thì tôi cũng càng tin tưởng cậu có lòng muốn giúp Liễu ra. Liễu Vân Mạn thì đỏ bừng mặt, có người trực tiếp như vậy sao? Hạ thần y, bà lão tôi xin được về trước, chuyện còn lại sẽ để Vân Mạn thương lượng với cậu. Tâm tình bà lão Ninh Tố Nga rất tốt, bà còn tùy tiện nói một câu vui đùa. Có lẽ tôi cũng không nên gọi cậu là hạ thần y nữa, Vân Mạn, quá trận tử cháu thật sự còn xem bà là bà nội đấy chứ? Bà nội, bà có gì cần phân phó? Liễu Vân Mạn có chút xấu hổ. Được rồi, không nói gì nữa, chúng tôi đi trước, cháu chậm rãi trò chuyện với Hạ Thần Y. Bà lão Ninh Tố Nga cười ha hả rồi xoay người rời khỏi cửa hàng hoa Hinh Hinh. Bầu không khí ở cửa hàng hoa chợt yên tĩnh rất nhiều nhưng lại có chút quỷ dị, vẻ mặt Phương Hiểu như và Vương Kiệt lại rất cổ quái đoạn đối thoại vừa rồi của Hạ Thiên và bà lão kia làm hai người bọn họ có chút chóng mặt. À, Hạ Thiên, đã đến chưa, không bằng, chúng ta cùng đi dùng cơm nhé. Người đánh tan bầu không khí xấu hổ chính là Liễu Vân Mạn, nàng có một số việc cần thảo luận với Hạ Thiên nhưng không hy vọng người ngoài nghe được. Tốt, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đồng ý. Cậu thích ăn cơm Trung Quốc hay cơm Tây? Tôi biết ở gần đây có một quán cơm Tây rất ngon. Liễu Vân Mạn dò hỏi. Tôi thì tùy tiện, đối với Hạ Thiên thì không có gì quan trọng, chỉ cần cùng ăn một chỗ là được. Chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn quyết định đi dùng cơm Tây, vì cơm Tây thường yên tĩnh, thích hợp bàn luận sự việc. Vương Kiệt nhìn Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn rời khỏi cửa hàng hoa, hắn nói với vẻ mặt hâm mộ. Phương Hiểu Như, nếu không chúng ta cũng đến nhà hàng Tây kiếm chút không gian lãng mạn. Phương Hiểu Như chừng mắt nhìn Vương Kiệt. Anh có bị bệnh không? Khổ khổ nói chơi thôi. Phương Kiệt có chút xấu hổ. Phương Hiểu Như cầm lấy điện thoại. Alo, tiệm thức ăn nhanh phải không? Phương Kiệt không khỏi cảm thán, đại ca kiêu ngạo không giống với tiểu đệ, đại ca thì mang người đẹp việt sắc đến nhà hàng Tây dùng cơm, tiểu đệ như Vương Kiệt phải ở lại ăn thức ăn nhanh với một Phương Hiểu Như không tính là người đẹp. Rời khỏi cổng Đại học Giang Hải rồi đi theo hướng Bắc 400m sẽ có một nhà hàng Tây, nhà hàng lúc này khá quạnh quẽ, Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên tìm đến một góc hẻo lành rồi ngồi xuống. Hai vị muốn dùng gì? Nhân viên xinh đẹp của nhà hàng lập tức tiến lên phụ vụ. Cho tôi một phần bò nướng. Liễu Vân Mạn nó xong thì quay sang nhìn Hạ Thiên. Cậu muốn ăn gì? À, cũng giống như chị. Hạ Thiên cầm lấy menu mà cảm thấy chóng mặt. Tốt lắm, hai phần bò nướng, một suất chín bảy phần, mà cậu thích nướng thế nào? Liễu Vân Mạn đang trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Này, bác sĩ tỷ tỷ, 97 phần chẳng phải là chưa chín sao? Hạ Thiên khẽ hỏi. Không phải chưa nấu chín à? Liễu Vân Mạn không nói gì, thì ra Hạ Thiên chưa từng dùng cơm tây. Một phần nấu chín hoàn toàn. Liễu Vân Mạn không giải thích với Hạ Thiên. Vâng, hai vị chờ một lát. Nhân viên phục vụ lấy lại menu rồi xoay người bỏ đi. Bác sĩ tỷ tỷ, Hạ Thiên lại muốn nói chuyện. Này, Hạ Thiên, đừng gọi tôi như vậy nghe rất lạ, cậu gọi tôi một tiếng chị là được, hoặc kêu là chị Vân Mạn. Liễu Vân Mạn cũng không thích ứng với cách gọi của Hạ Thiên, cái gì mà là bác sĩ tỷ tỷ, trên đời này có rất nhiều bác sĩ, nếu bên cạnh nàng có vài vị bác sĩ thì biết hắn đang gọi ai. Được, chị Vân Mạn. Hạ Thiên thuận miệng sửa đổi cách xưng hô. Hạ Thiên, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Liễu Vân Mạn bắt đầu câu hỏi, nàng muốn biết rõ về Hạ Thiên, bây giờ bắt đầu hành động. 19 tuổi. Nhà cậu ở đâu? Trên núi. Trên núi, có chỗ này sao? À, đó là một ngọn núi cao. Cuối cùng Liễu Vân Mạn cũng hiểu, thì ra không phải một địa phương gọi là trên núi, đó là một ngọn núi. Tên núi là gì? Liễu Vân Mạn cũng không từ bỏ ý định. "Chị Vân Mạn, đây là bí mật, khi nào chị thành vợ tôi thì mới được biết." Hạ Thiên cười hì hì nói. "Nếu cậu có thể chữa hết bệnh cho người nhà tôi, tôi sẽ là người của cậu. Liễu Vân Mạn nhìn Hạ Thiên, giọng nói rất khẽ, vẻ mặt rất chăm chú. Chị Vân Mạn, chị nói thật đấy chứ. Hạ Thiên có chút hưng phấn. Tôi nói sẽ giữ lời. Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu. Nếu cậu không tin, tôi có thể ký một hiệp nghị với cậu. Chị Vân Mạn, tôi tin chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm vào Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn bị Hạ Thiên nhìn mà cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí còn sinh ra cảm giác bị người ta lột trần. Dù nàng đã có suy tính trao thân cho người ta nhưng gương mặt vẫn nóng lên. Hạ Thiên, tôi, tôi đi toilet cái đã. Liễu Vân Mạn vội vàng đứng lên rồi nhanh chóng đi vào toilet. Hạ Thiên chán nản chờ Liễu Vân Mạn đi toilet, đúng lúc này có một cặp nam nữ tiến vào, đó chính là Tô Tử Cường và Trương Lị. chương 35, Cao Thủ Nghịch Giao Tô Tử Cường nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt chợt biến đổi, vì có câu gặp mặt cửu nhân sẽ đỏ mắt, trong mắt Tô Tử Cường thì Hạ Thiên tuyệt đối là kẻ thù số một. Thân là con cháu Tô Gia, Tô Tử Cường từ nhỏ đến lớn đều đầu xuôi đuôi lọt, cơ bản không gặp phải bất kỳ điều gì ngăn cản. Hắn cũng không phải chưa từng đánh nhau tranh giành người tình, nhưng gần đây phần lớn là hắn đánh người khác, nhưng lần này hắn lại bị người ta đánh, hơn nữa lại bị đánh hai lần, đánh cho hôn mê phải vào bệnh viện, đây đúng là nhục nhã. Ngày đó Tô Tử Cường tỉnh lại ở bệnh viện, Hắn lập tức điện thoại cho Tam ca Tô Tuấn Phong, trước đó mỗi lần hắn gặp chuyện bất bình thì đều tìm đến Tam ca. Lúc đó hắn tưởng rằng Tam ca sẽ giúp mình, sẽ giam tên Khốn Hạ Thiên kia 18 năm, nhưng hắn không ngờ ngày hôm sau đã nhận được tin, Tam ca không truy cứu trách nhiệm của Hạ Thiên, mà tiểu tử kia lại được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Tô Tử Cường đi chất vấn Tam ca, lúc đó Tô Tuấn Phong lại nói thiếu nợ Hạ Thiên một phần nhân tình, lần này là lấy nhân tình trả nhân tình, nói Tô Tử Cường không nên tiếp tục truy cứu. Tuy trước đó Tô Tuấn Phong đã đồng ý, nhưng nếu trong lòng không có ý nghĩ như vậy thì sao có thể không truy cứu? Tô Tử Cường đã điều tra được tin tức, biết Hạ Thiên chỉ là nhân viên cửa hàng Hoa Hinh Hinh, không tiền không thế, giống như chỉ biết chút võ công, đánh nhau giỏi mà thôi. Trong mắt Tô Tử Cường thì người như vậy không xứng đối đầu với hắn. Những năm nay kẻ có tiền mới là đại gia, biết đánh nhau cũng chỉ có thể làm tay chân cho người mà thôi, biết đánh đấm thì thế nào? chỉ cần có tiền thì có thể mời đến cả trăm người. Những năm gần đây đúng là loại gì cũng có, một nhân viên cửa hàng hoa mà cũng chạy đến ăn ở nhà hàng Tây. Giọng nói của Tô Tử Cường mang theo vài phần trào phúng. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tô Tử Cường. Mày đang nói với tao à? Tao nói sai sao? Tô Tử Cường cười lạnh một tiếng. Nhìn cách ăn mặc của mày thì tao hoài nghi trên người có đủ tiền ăn cơm hay không? Tiên sinh, đây là phần của anh lúc này nhân viên phục vụ cũng đưa đến hai phần thức ăn. Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Này chị gái, bữa cơm này bao nhiêu tiền? Tiên sinh, 88 đồng một phần. Nữ phục vụ giải thích. À, nói như vậy thì hai phần là 176 đồng. Hạ Thiên nhìn về phía Tô Tử Cường. Tuy mày rất ngu nhưng lúc này cũng nói đúng một chuyện, trên người tao chỉ có 100 đồng, đúng là không đủ tiền. Mày, mày dám nói tao ngu sao? Tô Tử Cường chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Mày không phải ngu thì là gì? Tao ăn cơm có liên quan đến mày sao? Tao không có tiền dùng cơm có liên quan đến mày sao? Dù tao không có nơi nào dùng cơm cũng chẳng vào nhà hàng của mày dùng cơm, dù không có tiền cũng không cần mày lo, mày tự nhiên chạy đến gây rối, không phải quá ngu sao? Hạ Thiên chừng mắt nhìn Tô Tử Cường. Tao cảnh cáo mày, đừng làm phiền tao, nếu không tao lại đánh người. Trong nhà hàng có hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Cường, người này đúng là có vấn đề, người ta có tiền dùng cơm hay không thì cần gì anh quan tâm. "Tiên sinh, xin anh đừng làm phiền vị tiên sinh này dùng cơm." Nhân viên phục vụ cũng mở miệng, một câu gọi nàng là chị gái của Hạ Tiên đã làm nàng rất vui. Tô Tử Cường thấy mình làm cho nhiều người tức giận thì cũng không nói gì mà ngồi xuống vị trí, thầm nghĩ không phải tiểu tử này đã nói không có tiền sao? đợi một lúc nữa khi tính tiền để xem đối phương xấu hổ thế nào. Sao chị Vân Mạn còn chưa đi ra nhỉ? Hạ Thiên Thầm nói một câu, hắn nghe thấy mùi hương của thịt bò, vì vậy bắt đầu có suy nghĩ sẽ ăn trước. Hạ Thiên một tay cầm dao một tay cầm xiên, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên, vì vậy không khỏi thầm nói một câu. Đúng là dùng đũa vẫn thoải mái hơn. Đồ nhà quê, ngay cả dao nĩa cũng không biết sử dụng. Tô Tử Cường nhịn không được phải mở miệng giễu cợt. Mày nói tao không biết dùng dao sao? Hạ Thiên cảm thấy không chút vui sướng, hắn thầm nghĩ nhị sư phụ năm xưa là cao thủ dùng đao, mà hắn thì trò giỏi hơn thầy. Tuy bình thường không thích dùng đao, chỉ dùng nắm đấm nhưng bây giờ có người nói hắn không biết dùng dao, đây đúng là sỉ nhục nhị sư phụ của hắn. Không phải tao nói mày không biết dùng, mà mày quả thật không biết sử dụng. Tô Tử Cường cười lạnh một tiếng. Có lẽ tao thấy nhân viên nên đưa cho mày một đôi đũa. Tao sẽ cho mày xem." Hạ Thiên dùng tay phải cầm dao, tay trái bưng phần thịt trâu, khi mỉm cười thì tay trái khẽ run, khối thịt trâu bay lên không. Lúc này cổ tay cầm dao của Hạ Thiên chợt rung động, ánh dao lóe lên, mọi người thấy những đường sáng trắng lóe lên, hoa cả mắt, cảnh tượng không quá rõ ràng. Bộp, bộp, bộp. Hạ Thiên thu hồi dao, mọi người nghe thấy những âm thanh thịt rơi xuống dĩa, từng khối thịt hơn một tấc vuông rơi xuống và sắp xếp rất chỉnh tề. Đúng là lợi hại. Đây là ma thuật sao? Đúng là cao thủ dùng dao. Đáng tiếc là không quay phim lại. Đám người trong nhà hàng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên có sự khác biệt, người thì hâm mộ, kẻ thì tiếc hận, thậm chí có cả ghen ghét. Hạ Thiên cầm nĩa xiên từng khối thịt bò cho vào miệng. A, à, mùi vị không tệ. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tô Tử Cường. Này, thằng ngu, có bản lĩnh dùng dao như tao không? vẻ mặt Tô Tử Cường rất khó coi, hắn cũng không ngờ Hạ Thiên có thể làm như vậy. Hắn biết lúc này nếu tiếp tục châm chọc Hạ Thiên thì nhất định là vô dụng. Mày biết dùng dao thì thế nào? Tô Tử Cường không cam lòng thua trận. Chẳng lẽ khi tính tiền thì dùng dao giải quyết sao? Tô Tử Cường nói lời này rất ác độc, đây không phải nói Hạ Thiên đang dở trò ăn quyệt sao? Hạ Thiên lại đưa một khối thịt bò vào miệng, hắn nhai vài lượt rồi nuốt xuống nói. Ngu ngốc, Tao không có tiền nhưng chút nữa căn bản không cần phải trả. Không cần phải trả sao? Đầu tiên Tô Tử Cường có chút sững sờ, trước mặt Hạ Thiên có hai phần thịt bò, dàng có người cùng đi dùng cơm với đối phương. Không sai, hôm nay tôi mời Hạ Thiên dùng cơm, tất nhiên là tôi tính tiền. Một âm thanh dịu dàng vang lên, tất cả mọi người đều phải nhìn qua. Khoảnh khắc này Tô Tử Cường chợt sinh ra cảm giác như bị điện giật, quá đẹp Sao trước nay hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Khoảnh khắc này Tô Tử Cường chợt sinh ra cảm giác ghen ghét, người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao có thể dùng cơm với một tên khốn như Hạ Thiên? Hơn nữa còn tự mời cơm, dù muốn mời cơm cũng phải là Tô thiếu gia anh tuấn tiêu sái tương lai vô hạn như hắn mới đúng chứ. Hạ Thiên, tao bội phục mày, ăn cơm mà cũng bám vào váy đàn bà. Tô Tử Cường nói bằng giọng khinh thường, trong ánh mắt mang theo vài phần ghen ghét ngu ngốc chúng ta cả nhà cùng dùng cơm ai trả tiền cũng phải phân chia rõ ràng như vậy sao hạ thiên càng lúc càng khó chịu hôm nay tao tâm tình tốt cho mày một cơ hội cuối cùng đừng làm phiền tao nếu không tao lại đánh cho văn ra ngoài có gan thì cứ thử xem tô tử cường cười lạnh một tiếng tô tử cường vừa dứt lời thì cổ họng đã bị siết chặt có người xách cổ nâng hắn lên tất nhiên tao có gan hạ thiên vung tay tô tử cường phóng đi hắn bay ra khỏi cửa nhà hàng rồi ngã mạnh lên đường, điều này làm cho người đi đường phải hét lên kinh hoàng. Tử cường, trương lị vội vàng chạy ra ngoài. Hạ thiên, mày đợi đó cho tao, tao sẽ không để mày yên. Tô tử cường ở bên ngoài giống lên, nhưng hắn không dám tiến vào. Chị Vân Mạn, chị ăn nhanh lên. Hạ thiên cười hì hì với Liễu Vân Mạn, tất nhiên hắn sẽ không quan tâm đến lời uy hiếp của Tô tử cường. Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, vừa rồi khi Hạ Thiên đùa với dao thì nàng cũng đã quay ra. Khi thấy tình cảnh kia, tuy không liên quan gì đến y thuật nhưng trong lúc vô tình thì niềm tin của nàng về Hạ Thiên lại tăng thêm vài phần. Hạ Thiên, chiều nay cậu có bận gì không? Liễu Vân Mạn đột nhiên hỏi. Chắc là không, cửa hàng hoa của chị Hinh bình thường cũng không có gì làm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Được, như vậy chiều nay cậu sẽ giúp tôi chữa bệnh, thế nào? Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng đưa ra quyết định, dù sao nàng cũng chỉ còn sống được vài tháng, trước tiên phải lấy mình là vật nghiệm chứng y thuật của Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên có thể chữa trị được bệnh tình cho nàng, như vậy sẽ chứng minh có bản lĩnh, khi đó nàng có thể để đối phương đi chữa trị cho những bệnh nhân không quá nghiêm trọng trong gia tộc mình. Không có vấn đề. Hạ Thiên cầu còn không được với vấn đề này, đây là vợ tương lai của hắn, cũng không thể cứ để cho đối phương chết đi như vậy. Mãi đến lúc hai người dùng cơm xong và rời khỏi nhà hàng thì Tô Tử Cường cũng không xuất hiện. Hạ Thiên đi theo Liễu Vân Mạn đến bệnh viện phụ nhất, sau đó cùng lên xe Liễu Vân Mạn chạy đi. Hơn 10 phút sau thì xe tiến vào khu dân cư danh điển. Danh điển cũng là một khu dân cư có kiểu cách khá cao ở thành phố Giang Hải. Liễu Vân Mạn mua một căn phòng 90 mét vuông ở bên trong, ở tầng 12. Căn phòng này ba mặt hướng ánh sáng, thông gió rất tốt, nói là có 3 phòng hai gian nhưng 3 phòng thì có hai phòng ngủ, gian còn lại chính là một phòng làm việc nhỏ đến mức đáng thương, phòng khách miễn cưỡng xem là lớn, nhưng nhà bếp lại rất nhỏ, 4 người cùng nhau dùng cơm thì rất chen chúc, ngược lại thích hợp với hai người hơn. Thiết bị lắp trong phòng rất đơn giản, sắc điệu một màu trắng, có thể thấy Liễu Vân mạn rất thích màu trắng, toàn bộ căn phòng có vẻ sạch sẽ, trật tự. Tôi cũng có phòng trong bệnh viện, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện hầu như cũng không có vài người biết tôi có gian phòng này, vì thế cũng không ai quấy dày. Liễu Vân Mạn đưa Hạ Thiên vào phòng ngủ của mình, phòng ngủ rất sạch, thậm chí có thể nói là sạch đến mức quá đáng. Nếu so sánh với Kiều Tiểu Kiều thì rõ ràng là hai thế cực. Khi thấy Hạ Thiên còn đang thưởng thức phòng ngủ thì Liễu Vân Mạn cảm thấy nóng mặt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đưa đàn ông vào khuê phòng. Vì muốn đánh tan cảm giác xấu hổ này, nàng nói. Hạ Thiên, trước khi chữa bệnh cần chuẩn bị gì không không cần hạ thiên phục hồi tinh thần lại hắn lắc đầu chị vân mạn chị có ngân châm không ngân châm sao liễu vân mạn lắc đầu tôi không có nhưng hạ thiên chẳng lẽ cậu không có ngân châm sao liễu vân mạn biết rõ cái gì gọi là nghịch thiên bát châm nhưng châm cứu phải có bí pháp có thể dùng châm chữa bệnh mà không có ngân châm như vậy cũng không phù hợp Chương 36, tình địch chạy hammer. Đại sư phụ nói ngân châm đặc chế rất đắt tiền, vì vậy không cho tôi mang xuống núi. Hạ Thiên nhớ lại điều này mà cảm thấy không thỏa mãn. Sư phụ ghen ghét tôi, cố ý gây ra phiền toái, nhưng không sao, bây giờ đi mua là được. Ngân châm bình thường có thể sử dụng được sao? Liễu Vân Mạn có chút hoài nghi nói. Có thể. Hạ Thiên gật đầu khẳng định. Ngân châm chỉ là môi giới quan trọng không phải là ngân châm chính là khí khí sao liễu vân mạn càng nghe càng cảm thấy mơ hồ hạ thiên không phải cậu nói đến khí công đấy chứ à cũng không kém bao nhiêu chị vân man tôi cũng đang buồn bực tôi đi mua ngân châm trước hạ thiên xoay người đi ra cửa rồi trượt khựng lại chị vân mạn ở đâu có thể mua được ngân châm tôi đi với cậu liễu vân mạn dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói hai người xuống lầu sau đó cùng đi xuống bãi đậu xe vân mạn khi vừa tiến vào bãi đậu xe thì một âm thanh tình tứ chợt vang lên hạ thiên có chút khó chịu kẻ nào gọi vợ hắn bằng giọng thân thiết như vậy mà khi nhìn thấy người kia thì hạ thiên lại càng khó chịu người này sao lại đẹp trai như vậy thiếu chút nữa thì bằng hắn rồi người nọ quả nhiên rất tuấn tú thân hình cao lớn ngoại hình rất đẹp tóc quăn tự nhiên càng tăng thêm vài phần quyến rũ không riêng gì con người mà ngay cả chiếc xe cũng rất bắt mắt. Trong bãi đậu xe thì chiếc xe của hắn như hạc giữa bầy gà, tuy trong đây không thiếu những chiếc xa hoa, nhưng Hammer dù sao cũng là độc nhất vô nhị. Dù sao trong thành phố cũng không thấy nhiều chiếc Hammer. Khi thấy người đàn ông kia thì Liễu Vân Mạn không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có hơi bất an. Chỗ ở này của nàng không phải có nhiều người biết rõ, nhưng người này là một trong những người kia, hơn nữa còn là một người quấn lấy không tha, thậm chí có thể nói là người mà nàng sợ gặp phải nhất. Giám đốc cao, trùng hợp quá. Liễu Vân mạn miến cưỡng cười với người đàn ông đẹp trai chạy chiếc Hammer, sau đó nói một câu thăm hỏi. Không phải trùng hợp, anh cố ý đến đây tìm em. Người đàn ông chạy Hummer vừa nói vừa đi đến, sau đó hắn quét mắt nhìn Hạ Thiên. Vân Mạn, vị này là... Đây là một người bạn mới quen. Trong lòng Liễu Vân Mạn lại càng bất an, vì nàng có một cảm giác là đối phương đến vì hạ thiên giống như chuyện nàng dùng cơm trong nhà hàng với hạ thiên đã lọt vào tay người này không phải là bạn bè hạ thiên ở bên cạnh dùng giọng chân thành uốn nắn tôi là chồng của chị vân mạn hạ thiên hình như có một cảm giác đặc biệt với tình địch hắn vừa gặp mặt thì biết đối phương đến để cướp vợ mình vì vậy quyết định ra tay trước nắm lấy chủ động tuyên bố vân mạn thuộc sở hữu của mình liễu vân mạn nghe thấy hạ thiên nói như vậy thì biết rõ sự việc quá phiền phức nhưng nàng biết bây giờ mình có giải thích cũng vô dụng hơn nữa hạ thiên cũng không nói bậy dù sao giữa hai người cũng có hiệp nghị trong mắt người đàn ông đẹp trai chạy hammer chợt lóe lên cái nhìn ngoan độc ngay sau đó lại khôi phục như thường hắn vươn tay với hạ thiên tôi là cao danh dương tôi là hạ thiên hạ thiên không có ý nghĩ bắt tay với tình địch vẻ mặt cao danh dương chợt xuất hiện chút tức giận Trước nay hắn chưa từng bị người ta khinh thường như vậy, nhưng khi nhìn sang Liễu Vân Mạn thì hắn lại khôi phục nụ cười. Thì ra là Hạ Tiên Sinh, không biết Hạ Tiên Sinh đang công tác ở đâu. Tôi ở. Hạ Thiên đang định nói thì Liễu Vân Mạn đột nhiên kéo tay, sau đó nàng cướp lời. Giám đốc Cao, tôi và Hạ Thiên có chút việc gấp, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện. Cả hai cũng không quan tâm Cao danh Dương có phản ứng thế nào, Liễu Vân Mạn dùng sức kéo Hạ Thiên lên xe. Sau đó nhanh chóng khởi động xe chạy ra ngoài. Cửa sau của chiếc xe Hammer chợt mở ra, một người đàn ông nhỏ gầy từ bên trong bước xuống, hắn đến sau lưng Cao Danh Dương rồi cung kính nói: "Cao thiếu gia, trước đêm nay tôi muốn biết tất cả tư liệu về tên Hạ Thiên khốn nạn kia." Vẻ mặt đẹp trai của Cao Danh Dương chợt lộ ra vẻ dữ tợn. "Vâng, Cao thiếu gia." Người đàn ông nhỏ gầy cung kính nói. Trên xe, Hạ Thiên nhìn sang Liễu Vân Mạn, chị Vân Mạn, có vẻ chỉ sợ tên cao danh dương kia thì phải. Hạ Thiên, tốt nhất cậu nên chú ý người này, sợ rằng cao danh dương sẽ tìm cách đối phó với cậu. Liễu Vân Mạn dùng giọng có chút do dự nói, nàng quyết định nói thật với Hạ Thiên, để đối phương chuẩn bị tâm lý. Không sao, tôi không sợ. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không quan tâm đến vấn đề này. Hạ Thiên, cậu chú ý một chút, cậu nghĩ rằng tôi nói đùa sao? Liễu Vân Mạn đột nhiên thắng xe dừng lại. Cậu có biết Cao Danh Dương là ai không? Cậu có biết những kẻ đắc tội với Cao Danh Dương có kết cục gì không? Để tôi nói với cậu, đứt tay đứt chân thành tàn phế vẫn còn là rất tốt, không ít người bị tống giam và tự sát, càng có một số người biến mất hoàn toàn giống như chưa từng xuất hiện trên đời. Liễu Vân Mạn vừa nói vừa khẽ xoa đầu, lúc này chỗ đó lại đau. "Chị Vân Mạn, tôi không nghĩ là chị nói đùa, nhưng tôi thật sự không sợ." Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Mạn. Chúng ta mau đi mua ngân châm, sau khi tôi thi châm thì chị sẽ không còn đau đầu. Liễu Vân Mạn muốn nói thêm vài lời nhưng dù thế nào cũng vô dụng, thôi thì tranh thủ thời gian đi mua ngân châm. Nếu thật sự Hạ Thiên có thể chữa hết bệnh cho nàng, như vậy nàng sẽ lập tức đưa Hạ Thiên đến Liễu ra chữa bệnh cho những người khác. Đến lúc đó dù Hạ Thiên có xảy ra chuyện gì thì ma chú ám lên Liễu ra từ lâu đời sẽ được giải trừ. Liễu Vân Mạn quen biết Hạ Thiên đến bây giờ chẳng qua chỉ là vài giờ, tất nhiên chưa nói đến vấn đề có cảm tình. Những năm gần đây nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện tình cảm, vì vậy có thể dứt khoát đạt thành hiệp nghị với Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên có thể chứa tốt quái bệnh cho liễu ra, như vậy nàng sẽ là người phụ nữ thuộc về hắn, còn nàng có thích hay không cũng chẳng quan trọng. Nửa giờ sau thì hai người quay về phòng ngủ của Liễu Vân Mạn, Ngân Trâm cũng đã mua về. Hạ Thiên đứng trong phòng ngủ, hắn khẽ nhắm mắt, sau đó chậm rãi thở ra một luồng khí dơ bẩn hắn chợt mở to mắt khoảnh khắc này thân thể hạ thiên chợt biến đổi khác biệt liễu vân mạn chợt cảm thấy kinh ngạc trên mặt hạ thiên đã không còn chút dấu vết của sự vui cười vẻ mặt chăm chú toàn thân chợt bùng lên một khí thế khó nói nên lời nằm thẳng trên giường mở rộng tay ra hạ thiên cuối cùng cũng mở lời giọng nó cũng có chút khác biệt có hương vị ra lệnh có cần cởi quần áo không liễu vân mạn có chút trần trừ nàng mở miệng hỏi không cần hạ thiên trả lời rất đơn giản trên tay đã cầm một cây ngân châm liễu vân mạn leo lên giường nàng không nằm xuống ngay mà nhìn vào ngân châm rồi không nhịn được phải hỏi một câu không cần vệ sinh ngân châm sao liễu vân mạn vừa nói xong thì cảm thấy trong phòng có chút lạnh lẽo sau đó nàng kinh ngạc phát hiện ngân châm trên tay hạ thiên chợt bùng lên một luồng xương trắng khí lạnh rõ ràng truyền ra từ ngân châm khoảnh khắc sau một luồng khí nóng bùng lên xương trắng nhanh chóng hóa thành khí, tạo ra một đám khói trắng. Đã trừ độc, Hạ Thiên trầm giọng nói. Nằm xuống, tôi sẽ bắt đầu thi châm. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nằm xuống, nàng nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên mà không nháy mắt. Sau đó nàng thấy Hạ Thiên nhắm mắt lại. Không phải cậu ta sẽ nhắm mắt thi châm đấy chứ. Khi trong đầu Liễu Vân Mạn còn đang có ý nghĩ này thì Hạ Thiên đã đâm ngân châm xuống, đầu châm đâm vào cánh tay. Một luồng khí từ ngân châm phóng vào trong người Liễu Vân Mạn, luồng khí này vừa lạnh vừa nóng, lúc lạnh lúc nóng, rất quỷ dị. Khí tức quỷ dị này nhanh chóng trải rộng các kinh mạch, Liễu Vân Mạn đột nhiên cảm thấy trước mắt bùng lên sương mù, tầm nhìn không còn rõ ràng, mà ngay sau đó đầu cũng hơi choáng váng, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Một lát sau nàng thấy giống như có hàng vạn con kiến đang bò trong người, có chút tê dại, rất không thoải mái, nhưng một lát sau lại cảm thấy giống như ở trong nhà tắm hơi từng lỗ chân lông sinh ra cảm giác thoải mái vô cùng. Được rồi, một giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai Liễu Vân Mạn. Nhanh như vậy sao? Liễu Vân Mạn có chút ngẩn ngơ, vì nàng cảm thấy mới qua được một lát, toàn bộ quá trình còn chưa đến một phút đồng hồ. Lúc này Liễu Vân Mạn cũng thấy đầu không còn choáng váng, tình cảnh trước mắt đã rất rõ ràng. Nàng ngồi dậy mà cảm thấy tinh thần chưa bao giờ tươi sáng như lúc này khi nàng quay đầu nhìn lại thì thấy hạ thiên đang ngồi xếp bằng vẻ mặt có hơi tái quanh người bùng lên một làn xương trắng hạ thiên cậu làm sao vậy liễu vân mạn nhịn không được phải hỏi hạ thiên không trả lời những luồng khí quanh người hắn cũng dần tiêu tán vẻ mặt cũng dần khôi phục lại bình thường vài phút sau hạ thiên thở ra một luồng khí dơ bẩn hắn mở to mắt rồi đứng lên chị vân mạn tôi không sao hạ thiên cười hì hì với liễu vân mạn hắn đã khôi phục lại như thường. Vậy tôi còn tiếp tục thi châm sao? Liễu Vân Mạn có chút lo lắng. Không cần, mỗi tháng một lần là được. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần buồn rầu. Chị Vân Mạn, tôi bây giờ chỉ có thể tạm thời làm chậm bệnh tình của chị, không cách nào chỉ tận gốc. Nhưng chị yên tâm, ít nhất tôi cũng làm chị được sống một năm, trong thời gian một năm tôi sẽ nghĩ ra biện pháp khác. À, Hạ Thiên, tôi sẽ quay về bệnh viện, Tôi còn phải đi làm, cậu đến cửa hàng hoa hay ở lại đây? Tâm tình Liễu Vân Mạn biến đổi rất nhanh, khoảnh khắc này nàng muốn lập tức đến bệnh viện làm kiểm tra, chỉ như vậy mới xác định bệnh tình có chậm lại hay không. Cuối cùng là xác định Hạ Thiên có thật sự chữa trị tốt cho mình hay không. Quá trình châm cứu quá ngắn làm Liễu Vân Mạn sinh ra cảm giác lo lắng, nàng lấy điện thoại ra rồi chuẩn bị điện thoại cho một người bạn để cô ta sắp xếp kiểm tra cho mình. "Chị Vân Mạn, đưa tôi về cửa hàng hoa." Hạ Thiên trả lời. Ủa, bây giờ là 3 giờ rồi sao? Liễu Vân Mạn đột nhiên nhìn thấy thời gian trên điện thoại, vì vậy mà không khỏi kinh hoàng, nàng nhớ rõ khi mua ngân châm quay về thì còn chưa đến 2 giờ, sao bây giờ đã là 3 giờ rồi? chương 37, Mưu đồ của Diệp Thiếu Hùng Chị Vân Mạn, tôi đã châm cứu cho chị được hơn nửa giờ. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đau khổ, nửa giờ qua hắn mệt khủng khiếp, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại nửa giờ sau. Lần này Liễu Vân Mạn đã tin vào lời nói của Hạ Thiên, vì chỉ như vậy mới có thể giải thích vì sao bây giờ đã hơn 3 giờ, nhưng nàng lại cảm thấy chỉ loáng cái là xong. Có lẽ vì y thuật của Liễu Vân Mạn rất cao, vì vậy căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua sao. Hạ Thiên, cảm ơn cậu. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng nhớ ra mình căn bản chưa cảm ơn đối phương, nàng lắc đầu cố gắng làm cho mình được tỉnh táo. Khoảng thời gian vừa rồi nàng giống như một người sống trong mộng, Chúng ta đi thôi." Liễu Vân mạn khưởng lại một lúc rồi nói ra một câu, sau đó đi ra phòng ngủ. Nửa giờ sau Hạ Thiên quay lại cửa hàng hoa, Tôn Hinh Hinh cũng đã quay về, ngược lại bên trong không có Vương Kiệt. "Này, Hạ Thiên, anh còn lòng giả quay về nữa sao?" Phương Hiểu như thấy Hạ Thiên thì bắt đầu phàn nàn. "Tên mập đã đi tặng hoa thay cho anh, anh nhớ phải chia lương cho anh ấy đấy nhé." "Lại có người tặng hoa sao?" Hạ Thiên có chút kỳ quái hôm nay là ngày gì, sao buôn bán tốt như vậy? Phương hiểu như trợn mắt nói. Chẳng lẽ em còn lừa anh sao? Hạ Thiên, sao anh tìm được một tiểu đệ tốt như tên mập vậy? Em định gọi anh về, nhưng anh ta sợ quấy giày anh đang tán gái, vì vậy thay anh đi tặng hoa rồi. Tên mập tốt như vậy sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Người ta ít nhất cũng có lòng tốt với anh, bộ dạng của anh thì hình như có chị Hinh mà vẫn còn muốn tán liễu vân mạn kia thì phải phương hiểu như ra vẻ như rất bất bình người ta tốt như vậy sao em đăng ký làm bạn gái tôn hình hình tức giận nói một câu phương hiểu như rất uất ức chị hinh em đang giúp chị nói chuyện hạ thiên rõ ràng đã lừa gạt và chiếm được chị ngay bây giờ đã có ý với người khác chị không thấy anh ta quá phận sao được rồi đừng nói nhảm đến đây cầm lấy lãng hoa này tôn hình hình rõ ràng không muốn nói chuyện nàng trực tiếp di chuyển chủ đề Phương hiểu như lầm bầm một câu, cuối cùng cũng không nói thêm điều gì, trong lòng lại cảm thấy bất công cho tôn hinh hinh. Hạ thiên không tính là đẹp trai, không có tiền lại hay khoác lác, còn rất lăng nhăng, ngoài giỏi đánh nhau thì chẳng biết cóc khô gì. Hạ thiên không biết Phương hiểu như suy nghĩ những thứ gì, hắn ngồi trên mặt ghế mà khẽ nhắm mắt xem như dưỡng thần. Nghịch thiên bát châm tiêu hao rất nhiều nội lực, tuy tốc độ khôi phục của hắn là rất nhanh nhưng bây giờ vẫn cảm thấy rất huệ oải. Hạ thiên, có thời gian rảnh đi tâm sự không?" Một người đàn ông cao lớn chợt tiến vào trong cửa hàng hoa. Hạ Thiên mở to mắt nhìn người đàn ông có chút quen thuộc trước mặt. "Anh là ai? Tôi là Diệp Thiếu Hùng, chúng ta đã từng gặp mặt nhau ở đồn cảnh sát." Người đàn ông cao lớn mỉm cười. "Diệp Mộng Oánh là em gái của tôi." "À, thì ra là Diệp đại ca." Hạ Thiên nghe thấy đối phương là anh của Diệp Mộng Oánh thì chợt có hứng thú, hắn đứng lên nói không biết diệp đại ca muốn nói về thứ gì đi ra ngoài một chút diệp thiếu hùng đề nghị tốt hạ thiên cũng rất dứt khoát hai người chậm rãi đi trong khuôn viên trường đại học giang hải khu vườn trường bây giờ rất thanh tịnh rất thích hợp để nói chuyện hạ thiên nghe em gái nói khi cậu ba tuổi thì liên tục ở trên núi mãi đến mấy ngày hôm trước mới xuống núi có phải như vậy không diệp thiếu hùng hỏi không sai hạ thiên gật đầu Nói như vậy thì cậu còn chưa quen thuộc những sự việc trong thành phố phải không?" Diệp Thiếu Hùng tiếp tục hỏi. "Đúng vậy, vợ tôi đã nói được vài phần, nhưng vợ tôi cũng không ở lâu trong thành phố, vì vậy cũng không có nhiều sự việc nói cho tôi biết." Hạ Thiên có chút buồn rầu. "Mấy ngày vừa qua tôi phát hiện ra có nhiều việc mình không biết, ví dụ không biết dùng máy tính, cũng không biết lái xe, không biết chơi game trong điện thoại. Những thứ này người nào cũng biết, nhưng như cậu cũng không quá hiếm gặp." Diệp Thiếu Hùng cười nhạt một tiếng. Nhưng những gì cậu học được thì người khác lại không thể học được, điều này thì không giống. Cũng không có gì. Hạ Thiên cũng không khiêm tốn. Thần Tiên tỷ tỷ cũng nói, tôi là độc nhất vô nhị. Tôi tin cậu là độc nhất vô nhị. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng có chút cổ quái. Ít nhất thì bản lĩnh gây chuyện của cậu cũng độc nhất vô nhị, lúc này mới có thời gian vài ngày mà số người cậu chọc vào còn nhiều hơn cả đời tôi từng đụng vào. Diệp đại ca, Tôi hình như cũng không trêu chọc ai thì phải." Hạ Thiên cảm thấy rất oan uổng, "Đều là bọn họ gây chuyện cho tôi." Diệp Thiếu Hùng lắc đầu, "Hạ Thiên, ai dẫn đến cho ai thật ra không quan trọng, quan trọng là chỉ trong thời gian vài ngày thì cậu đã có khá nhiều kẻ thù. Đối với cậu thì thứ này không phải là chuyện tốt, đôi khi sự việc phải có một sách lược phù hợp." "Nhưng tôi lại thích thủ đoạn trực tiếp." Hạ Thiên cười hì hì nói, "Cậu nói thủ đoạn trực tiếp có phải trực tiếp ra tay hay không? Diệp Thiếu hùng cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, nhị sư phụ có nói với tôi, bạo lực chính là thủ đoạn giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất. Dù kẻ thù của anh có nhiều tiền và thế lực mạnh thế nào, cũng không cần quan tâm hắn có thân phận gì, chỉ cần hắn chết thì anh thắng. Hạ Thiên gật đầu nói. Lời nói của nhị sư phụ cậu cũng không phải không đúng, nhưng nếu người nào cũng dùng thủ đoạn bạo lực thì chúng ta sẽ quay về thời nguyên thủy rồi. Diệp Thiếu Hùng lắc đầu. "Hạ Thiên, có lẽ cậu không biết vì sao tôi đến tìm cậu, nhưng Diệp Thiếu Hùng tôi ân oán phân minh, trên đời này người tôi quan tâm nhất chỉ có em gái, mà cậu là ân nhân của em gái tôi, vì vậy đối với tôi thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng." Diệp Thiếu Hùng lấy ra một tờ tấm các đưa cho Hạ Thiên. "Tôi hy vọng sau này cậu gặp phải phiền phức, trước tiên cứ gọi điện thoại tìm tôi, không nên dùng bạo lực để giải quyết." "À, cảm ơn Diệp đại ca." Hạ Thiên nhận lấy tấm các bên trên chỉ có một dãy số không ghi tên nhớ kỹ có việc nên tìm tôi trước nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng nên dùng bạo lực diệp thiếu hùng dặn dò diệp đại ca tôi đã nhớ kỹ hạ thiên lại gật đầu hắn đúng là đã nhớ kỹ nhưng không nghĩ rằng sẽ làm như vậy được rồi tôi đi trước diệp thiếu hùng rất thỏa mãn với vấn đề này sau đó hắn vung tay một chiếc xe toàn thân đen kịt chạy đến xe dừng lại bên cạnh diệp thiếu hùng cửa xe mở ra, diệp thiếu hùng tiến vào, sau đó xe phóng đi như bay. diệp đại ca này hình như cũng biết phó công. hạ thiên nhìn chiếc xe chạy đi mà khẽ lầm bầm. chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy khỏi đại học giang hải, sau đó tốc độ dần chậm lại. diệp thiếu hùng ngồi trong xe nhìn người lái xe trẻ tuổi. tiểu mạc, cậu có thể nhìn rõ trình độ của hạ thiên không? có thể thấy, nhưng lại cảm giác hắn không có chút phó công. tiểu mạc lắc đầu nhưng điều này là không thể không sai quả thật là không thể diệp thiếu hùng khẽ gật đầu đội trưởng vừa rồi a luân đã truyền tin mãnh hổ đã vào phòng làm việc chỉ chờ anh về tự mình thẩm vấn tiểu mà còn nói thêm rất tốt dám động đến em gái của tôi tôi sẽ cho hắn hối hận vì sống trên đời này vẻ mặt diệp thiếu hùng trở nên âm trầm đội trưởng hạ thiên kia thuần túy chỉ là một đứa thích gây chuyện sau này hắn gây rối rồi tìm đến chúng ta như vậy chúng ta phải giúp hắn sao?" Tiểu Mạc lại hỏi. "Tiểu Mạc, cậu đi theo tôi cũng không phải chỉ là một hai năm, tôi có bao giờ nói đùa sao?" Diệp Thiếu Hùng thản nhiên nói. "Đội trưởng, em sợ rằng người này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều phiền phức." Tiểu Mạc có chút bất đắc dĩ. Trình độ gây sự của người này rất khủng bố, nghe nói Tô Tử Cường lại bị hắn đánh, Kiều Đông Vân của Kiều gia cũng bị đánh cho một trận người đẹp băng giá nổi tiếng của công an hình sự cũng bị đối phương đùa bỡn vừa rồi còn nhận được tin cao danh dương đang điều tra hạ thiên hình như tiểu tử kia còn đắc tội cả với cao danh dương tôi không sợ cậu ta mang đến phiền toái chỉ sợ tiểu tử này có chút phiền toái không tìm đến chúng ta diệp thiếu hùng không thèm quan tâm đội trưởng anh làm như vậy không phải vì đối phương đã cứu em gái đấy chứ tiểu mạc nhịn không được phải hỏi cậu ta là một nhân tài Diệp Thiếu Hùng chậm rãi nói, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Là nhân tài độc nhất vô nhị. Đội trưởng, anh muốn mời chào hắn sao? Tiểu Mạc cuối cùng cũng hiểu ra. Nếu không cậu nghĩ rằng tôi và cậu sẽ học theo lôi phong sao? Diệp Thiếu Hùng có chút không vui. Tiểu Mạc nở nụ cười ngượng ngùng, hắn không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Bệnh viện phụ nhất, Liễu Vân Mạn nhìn chăm chăm vào kết quả kiểm tra, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm thì cũng không thể áp chế được cảm giác vui sướng khoảnh khắc sau đã chạy khỏi bệnh viện vài phút sau liễu vân mạn đã xuất hiện ở cửa hàng hoa hinh hinh đúng lúc này lại đụng mặt hạ thiên vừa mới đi nói chuyện với hạ thiên quay về hạ thiên nhanh lên theo tôi liễu vân mạn nhào đến bên cạnh chụp lấy tay hạ thiên rồi dùng giọng nôn nóng nói chị vân mạn đi đâu hạ thiên có chút mê hoặc chữa bệnh cho em của tôi còn có em trai cô cô Liễu Vân Mạn nói một hơi bảy tám người. Chị Vân Mạn, hôm nay không được rồi. Hạ Thiên có chút ngượng ngùng. Nghịch Thiên bát châm rất tiêu hao thể lực, sau khi thi châm một lần thì phải qua 24 tiếng sau mới hoàn toàn khôi phục lại được, mà trước khi chưa khôi phục tôi cũng không dám thi châm. Theo lời cậu thì phải đợi ngày mai mới tiếp tục thi châm được sao? Liễu Vân Mạn có chút thất vọng, nàng nghĩ đến bộ dạng thi châm mệt mỏi của Hạ Thiên thì cũng tin đối phương không nói dối. Chị Vân Mạn, Nhà chị bị dính phải căn bệnh đặc biệt này, phương pháp bình thường khó thể trị dứt, chỉ có thể dùng nghịch thiên bát châm mà thôi, vì thế cứ từ từ, mỗi ngày tôi chỉ trị cho một người mà thôi." Hạ Thiên gật đầu, tất nhiên hắn cũng hy vọng mình giải quyết cho nhanh để Liễu Vân Mạn nhanh chóng thành vợ mình, nhưng dù vậy cũng khó thể nhanh được. Nhưng lỡ may cao danh dương. Đầu óc của Liễu Vân Mạn có chút hỗn loạn. "Hạ Thiên, hay là thế này, cậu đến ở trong nhà bà nội, chúng ta sẽ trốn ở đó." Cao Danh Dương sẽ tạm thời không tìm thấy được. Chị Vân Mạn, sao chị phải sợ tên Cao Danh Dương kia như vậy? Trong lòng Hạ Thiên có chút không thoải mái, Liễu Vân Mạn sắp trở thành vợ hắn, vợ hắn nào có sợ người khác? Vợ của Hạ Thiên hắn chỉ có thể làm người ta sợ hãi, tuyệt đối không được sợ kẻ khác. chương 38, cái gọi là tứ thiếu gia Giang Hải. Trước kia cậu chưa từng nghe qua cái tên Cao Danh Dương sao? Liễu Vân Mạn có vẻ vừa vội vừa giận người này sao lại chẳng quan tâm như vậy hôm nay đã nghe chị nói rồi hạ thiên tất nhiên không có khả năng nghe qua hắn đến thành phố giang hải mới được vài ngày mà thôi tôi đã nói với cậu rồi cao danh dương không phải là người thường hắn tao liễu vân mạn nhìn thấy hạ thiên với bộ dạng không thèm quan tâm thì khoảnh khắc này chợt sinh ra xúc động muốn đánh người hạ thiên cắt đứt lời liễu vân mạn chị vân mạn tôi cũng không phải là người thường liễu vân mạn chợt nao nao ngay sau đó cũng bình tĩnh lại. Liễu Vân Mạn là một bác sĩ, hơn nữa cũng không phải là những người có kinh nghiệm bình thường, nàng có tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều lần. Nếu không thì hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hơn nữa còn liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc, nàng căn bản không có khả năng hỗn loạn như lúc này. Nhưng bây giờ nghe được những lời của Hạ Thiên, cuối cùng nàng cũng ý thức được sự việc không bết bát như vậy. Tất cả những lo lắng của Liễu Vân Mạn đều thành lập từ một cơ sở, đó chính là Hạ Thiên chỉ là một người tặng hoa bình thường, nhưng Hạ Thiên nhắc nhở cho nàng biết, hắn thực tế không phải chỉ là một nhân viên cửa hàng hoa, hắn là nhất đại thần y, một thần y có thể làm cho bà nội liễu vân mạn tự mình đến bái phỏng, là truyền nhân của nghịch thiên bát châm. Những chuyện xảy ra ở nhà hàng Tây vào giấc trưa cũng chứng minh Hạ Thiên không phải là người thường, trên người hắn hình như còn rất nhiều năng lực thần bí. Lúc này Liễu Vân Mạn đột nhiên mơ hồ ý thức được, Hạ Thiên căn bản không thèm quan tâm đến Cao Danh Dương, có lẽ không phải vì hắn không biết, mà bản thân hắn có năng lực hùng mạnh. Hạ Thiên. Một âm thanh dịu dàng đáng yêu chợt vang lên, lúc này Tôn Hinh Hinh đi ra cửa hàng hoa, nàng nhìn Liễu Vân Mạn nói. "Chị là bác sĩ Liễu à? Bên ngoài rất nắng, trước tiên vào cửa hàng ngồi một lúc." "Chào chị, tôi là Liễu Vân Mạn, xin hỏi chị là?" Liễu Vân Mạn phục hồi tinh thần lại. "Bác sĩ Liễu, tôi là Tôn Hinh Hinh, là chủ cửa hàng hoa Hinh Hinh." cũng là bạn của Hạ Thiên. Tôn Hình Hình cảm thấy phải lấy dũng khí để nói ra chữ bạn, trong tiềm thức của nàng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Liễu Vân Mạn. Không đợi Liễu Vân Mạn mở lời, Tôn Hình Hình đã nhìn Hạ Thiên, trong giọng nói mang theo vài phần trách móc. Hạ Thiên, sao cậu có thể bắt khách đứng bên ngoài phơi nắng? Còn không mau mời bác sĩ Liễu vào trong. Đúng, chị Vân Mạn, mau vào trong thôi. Hạ Thiên không sợ nắng nóng, hắn đứng ở bên ngoài cũng không có gì khó chịu, nhưng lúc này được Tôn Hinh Hinh nhắc nhở mới kịp phản ứng. Liễu Vân Mạn cũng không trì hoãn, nàng đi theo Hạ Thiên vào bên trong, đồng thời cũng dùng ánh mắt có chút sâu sắc nhìn Tôn Hinh Hinh. Nàng nhạy cảm ý thức được Tôn Hinh Hinh đang cố gắng cho mình thấy quan hệ thân mật với Hạ Thiên. "Bác sĩ Liễu, mời ngồi." Tôn Hinh Hinh nhiệt tình mời Liễu Vân Mạn, sau đó tự mình rót cho đối phương một ly nước. "Cảm ơn Tô tiểu thư." Liễu Vân Mạn cười nhạt một tiếng sau đó tùy ý quét mắt nhìn cửa hàng hoa, tuy cửa hàng không lớn nhưng cảm giác là khá tốt. bác sĩ liễu, có phải thái độ phục vụ của hạ thiên là không tốt? tôn hình hình mở miệng hỏi. nếu là như vậy thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi chị. thái độ tặng hoa không tốt sao? liễu vân mạn cảm thấy khó thể kịp phản ứng, tất nhiên nàng lập tức ý thức hạ thiên thật ra chỉ là một nhân công tặng hoa, mà nàng quen biết hắn cũng vì được tặng hoa. tôn tiểu thư, chị hiểu lầm rồi tôi tìm Hạ Thiên vì có chuyện khác. Liễu Vân Mạn khẽ lắc đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ thái độ tặng hoa của Hạ Thiên cũng không tốt lắm, đi vào là chụp lấy tay mình, nếu là người khác thì đã hét toáng lên rồi. Chị Hinh, chuyện này không liên quan đến tặng hoa. Hạ Thiên cũng không nhịn được phải giải thích. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Tôn Hinh Hinh dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Hạ Thiên. Tối về nhà giải thích sau. Tối về nhà giải thích sau sao. sao. Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tôn Hinh Hinh, dù là kẻ ngốc cũng nghe rõ những tầng cảm xúc bên trong, đó chính là Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên đã ở cùng một chỗ, nói cách khác thì hai người này đã ở chung với nhau. Thì ra Tôn tiểu thư không phải là bà chủ của Hạ Thiên, mà chính là bạn gái của Hạ Thiên. Trong lòng Liễu Vân Mạn xẹt qua cảm giác không thoải mái, nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nếu đã như vậy thì có một chuyện, tôi chỉ sợ cũng phải nhắc Tôn tiểu thư Bác sĩ Liễu, không biết là chuyện gì. Tôn Hinh Hinh xem như chấp nhận sự thật là bạn gái Hạ Thiên, đáng lý ra nàng cũng không muốn thừa nhận nhanh như vậy, nhưng vì nàng trực tiếp cảm nhận được sự uy hiếp hùng mạnh đến từ Liễu Vân Mạn, điều này làm nàng không thể không thừa nhận. Trong mắt nàng, với điều kiện của Liễu Vân Mạn thì một khi biết quan hệ giữa Hạ Thiên và mình, chắc chắn sẽ không cùng nhau tranh giành. Thật ra đến bây giờ Tôn Hinh Hinh vẫn không rõ cảm tình của mình với Hạ Thiên, nhưng đối phương cho nàng một cảm giác rất an toàn. Từ ngày gặp mặt Hạ Thiên thì nàng đã cảm giác mình có được một chỗ dựa, nàng không biết mình có yêu đối phương hay chưa, nhưng nàng phải nắm bắt, nắm bắt lấy người đàn ông có thể làm mình an toàn. "Chị đã nghe nói qua Cao danh Dương chưa?" Liễu Vân Mạn nhìn Tôn Hinh Hinh. Cũng giống như những gì Liễu Vân Mạn đã dự đoán, Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng không biết người này. Thật ra đây cũng là bình thường, mỗi người có một địa vị khác biệt, những mối quan hệ cũng không giống nhau với vòng luẩn quẩn của tôn hinh hinh thì khó thể xuất hiện một cao danh dương. Ủa, đó không phải là đệ nhất thiếu gia trong truyền thuyết của thành phố Giang Hải sao? Phương hiểu như lại hô lên một tiếng kinh hoàng. Liễu Vân Mạn cảm thấy có chút bất ngờ, nàng ngẩng đầu nhìn Phương hiểu như. Em đã nghe qua tên người này rồi sao? Điều này, trước đó nghe nói một cô bạn học nói qua, cô ấy nói đây là ông chủ Kim Cương chưa lập gia đình được nữ tính Giang Hải hoan nghênh nhất phương hiểu như dùng giọng ngượng ngùng nói tình huống cụ thể thì em cũng không biết rõ ràng cái gì vậy người đó phải là anh mới đúng hạ thiên nói một câu có vẻ không phục thôi đi đừng tự kỷ ngoài chị hinh thì tôi nghĩ rằng không còn ai vừa ý anh cả phương hiểu như tức giận nói đúng vậy cao danh dương quả thật được gọi là đệ nhất thiếu gia ở giang hải trong đám tứ thiếu gia giang hải thì cao danh dương cũng có xếp hạng bên trong liễu vân mạn nói với vẻ mặt có chút phức tạp thật sự có tứ thiếu ra giang hải sao vương kiệt rất kinh ngạc hình như tôi cũng có nghe nói qua nhưng tôi nghĩ rằng người ta chỉ nói bừa à đây đều là những kẻ có tiền cái gọi là xã hội thượng lưu không liên quan gì đến chúng ta phương hiểu như thuận miệng nói anh có thể xem đây là những câu chuyện kể nhau nghe mà thôi chỉ sợ sau này mọi người sẽ không coi đây là những câu chuyện phiếm liễu vân mạn nhìn hạ thiên vì bắt đầu từ bây giờ các người đã bị cuốn vào bên trong. Bác sĩ Liễu, chị nói vậy là có ý gì? Tôn Hình Hình hỏi với vẻ mặt rất nghi hoặc, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ, trong mắt nàng thì không dính dáng gì đến xã hội thượng lưu kia, thậm chí Liễu Vân Mạn cũng không phải là người cùng một thế giới với nàng. Vì Hạ Thiên đắc tội với Cao Danh Dương, mà tôi hiểu khá rõ về Cao Danh Dương, người này muốn đối phó với Hạ Thiên sẽ đối phó với những người xung quanh Hạ Thiên. Mọi người nơi đây chính là người ở bên cạnh Hạ Thiên, đặc biệt là tôn tiểu thư chị là bạn gái hạ thiên rất có thể là mục tiêu trọng điểm của cao danh dương những lời nói của liễu vân mạn rất kinh người lời này vừa nói ra thì ngoài hạ thiên ba người tôn hình hình đều ngây dại một lát sau vương kiệt mới tiến lên nói đại ca không phải anh đã đánh người ta đấy chứ hạ thiên sao anh cứ gây hỏa như vậy phương hiểu như cũng rất bất mãn tôn hình hình lại dịu dàng nói hạ thiên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên rất mất hứng, hắn nhếch miệng nói. Tôi không đắc tội với hắn, nhưng hắn lại đắc tội với tôi. Tiểu tử cao danh dương rõ ràng làm cho Liễu Vân Mạn phải lo lắng, điều này làm Hạ Thiên cảm thấy không thoải mái, hắn bắt đầu hối hận vì trước đó không cho cao danh dương một trận nên thân. Đại ca, sao hắn đắc tội với anh? Vương Kiệt nhịn không được hỏi. Hắn dám làm cho chị Vân Mạn phải sợ. Hạ Thiên bất mãn nói. Liễu Vân Mạn không nói gì, Hạ Thiên này rõ ràng đến bây giờ vẫn không coi cao danh Dương ra gì. "Bác sĩ Liễu, nếu như Cao Danh Dương thật sự muốn đối phó với chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tôn Hinh Hinh dùng giọng bất an hỏi. Liễu Vân Mạn trầm mặc một lúc lâu, sau đó nàng lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, người đắc tội với Cao Danh Dương, trước đây chưa ai có thể toàn thân quay ra. Người đắc tội với tôi cũng không thể toàn thân đi ra." Hạ Thiên không phục mà nối tiếp một câu. Cái quái gì là tứ thiếu gia Giang Hải, chúng ta cùng tiến lên, tôi có thể xử lý tất cả, một tên cao danh dương thì đáng là gì? Cậu nói thì rất dễ, nhưng hình như cậu cũng không biết tứ thiếu gia Giang Hải gồm những ai thì phải. Liễu Vân Mạn tức giận nói. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói. Liễu Vân Mạn không tự giác phải vuốt đầu, không phải vì đau đầu mà đây chính là thói quen. Tứ thiếu gia Giang Hải là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Giang Hải nhưng lại là những nhân vật nhỏ nhặt trong lời nói của Hạ Thiên. Nếu lời này rơi vào trong tai bốn người kia, sợ rằng đám người đó sẽ tức giận ói máu. Liễu Vân Mạn suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định giới thiệu rõ ràng tình huống cho Hạ Thiên. Giang Hải có ba gia tộc lớn, theo thứ tự chính là Kiều Gia, Diệp Gia, Tô Gia, trong đó Kiều Gia là mạnh nhất, Diệp Gia và Tô Gia xếp thứ hai. Kiều Đông Hải của Kiều Gia, Diệp Thiếu Kiệt của Diệp Gia, Tô Tiểu Sán của Tô Gia, tăng thêm cao danh dương, bốn người này gọi là tứ thiếu gia của Giang Hải. Kiều Đông Hải, Diệp Thiếu Kiệt, Tô Tiểu Sán, Cao Danh Dương, à, nhớ kỹ rồi, lần sau gặp mặt đám người nà thì phải đánh cho một trận. Hạ Thiên Lầm bầm nói. Liễu Vân Mạn cắn răng, cuối cùng cũng không mắng người. Cao Danh Dương không phải là người thuộc ba gia tộc lớn, nhưng hắn có thế lực đủ để ép ba gia tộc kia, trở thành một trong tứ thiếu gia Giang Hải, chẳng lẽ cậu không biết vấn đề nằm ở đâu sao? Không phải chỉ là một tên lùn muốn đứng cao sao? Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, hắn lập tức nhớ đến một chuyện, vì vậy hỏi một câu. Chị Vân Mạn, Kiều Tiểu Kiều và Kiều Đông Vân đều là người Kiều ra phải không? Còn có Diệp Mộng Oánh và Diệp Thiếu Hùng có phải là người Diệp ra? Tô Tuấn Phong và Tô Bối Bối, à, có cả Tô Tử Cường, có phải là người Tô ra không? Audio điện tử võ tấn bền chương 39, đêm gia nhân. Khi nghe thấy những cái tên mà Hạ Thiên nói ra thì Liễu Vân Mạn chợt ngây người, ngay sau đó nàng gật đầu. Không sai, những người cậu nói đều thuộc về ba nhà kia, nhưng cậu biết bọn họ sao? Biết, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có thể không biết được sao? Phương hiểu như bĩu môi. Tô Tử Cường bị Hạ Thiên đánh cho vào bệnh viện, à, còn sáng hôm nay, anh chàng đẹp trai Kiều Đông Vân chạy Mercedes-Benz cũng bị Hạ Thiên đánh dập cả mặt. Cái gì? Liễu Vân Mạn cảm thấy toàn thân rung chuyển. "Cậu, cậu đắc tội với cả Tô gia và Kiều gia sao?" "Đây là người nào? Trong thành phố Giang Hải có vài nhà và vài người có thế lực, bây giờ hạ thiên đắc tội gần hết. Hắn chết thì không sao, nhưng Liễu Vân Mạn chắc chắn sẽ không đồng tình, nhưng bây giờ nếu hắn chết thì cả nhà nàng phải làm sao?" Tiếng nhạc chuông Du Dương chợt vang lên, Liễu Vân Mạn móc điện thoại nhìn thoáng qua, vẻ mặt chợt trở nên trắng bệch tôi ra ngoài nhận điện thoại. Liễu Vân Mạn vội vàng đứng lên, sau đó đi ra ngoài cửa hàng hoa. Liễu Vân Mạn đi cách xa cửa hàng hoa hình hình 200 m mới nhấn nút nghe. Alo, chào giám đốc cao. Vân Mạn, anh đã nói rồi, giữa chúng ta không cần xưng hô như vậy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy từ tính của Cao Danh Dương. Giám đốc Cao, tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, giữa chúng ta nên bảo trì khoảng cách thích hợp, Liễu Vân Mạn bình tĩnh trả lời. Đầu dây bên kia trầm mặc khoảng 10 giây, sau đó nàng mở miệng nói. "Hạ Thiên thật sự là chồng em sao? Nếu như tôi nói không phải thì anh tin sao?" Liễu Vân Mạn hỏi ngược lại một câu. "Không tin." Cao Danh Dương trả lời rất mau lẹ. "Nếu đã như vậy thì còn cần phải hỏi sao?" Liễu Vân Mạn khẽ cười nhạt một tiếng. "Đúng là không nên." Cao Danh Dương nở nụ cười. "Vân Mạn," vì sao em không xin anh bỏ qua cho hắn? Nếu tôi xin anh thì anh sẽ càng dùng thủ đoạn dữ dội hơn để đối phó. Liễu Vân Mạn thở dài. Giám đốc cao, nếu đã như vậy thì tôi xin anh có ích gì? Vân Mạn, em rất hiểu anh. Giọng nói của Cao Danh Dương rất ôn hòa. Nhưng sự việc gì cũng có ngoại lệ, nếu em thật sự cầu xin anh, anh có thể đảm bảo sẽ chừa cho hắn một con đường sống. Tôi đã từng cầu xin anh, nhưng anh lại giết chết một người đàn ông đáng thương. Giọng nói của Liễu Vân Mạn có chút khổ sở. "Vì vậy sau này tôi đã quyết định không cần cầu xin anh làm gì." "Vân Mạn, em cần phải hiểu, anh thật lòng với em." Cao Danh Dương chậm rãi nói. "Nếu anh thật lòng với tôi, như vậy thì đồng ý với tôi một chuyện." Liễu Vân Mạn trầm mặc một lúc rồi nói. "Chuyện gì?" Cao Danh Dương hỏi. "Cho tôi thời gian nửa tháng, trong nửa tháng anh không được đối phó với Hạ Thiên, nửa tháng sau anh thích làm gì thì cứ việc." Liễu Vân Mạn khẽ cắn môi nói, "Anh sẽ xem xét lại." Cao Danh Dương dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói, sau đó hắn cúp điện thoại. Liễu Vân Mạn cầm điện thoại đứng ngây người tại chỗ một lúc rất lâu, mãi đến khi điện thoại lại đổ chuông thì nàng mới giật mình thức tỉnh. "Bác sĩ Liễu, có bệnh nhân mới, viện trưởng nói chị nên nhanh chóng quay về." Điện thoại là của bệnh viện gọi đến. "Tốt." tôi sẽ lập tức quay về ngay. Liễu Vân Mạn vội vàng tiến về phía bệnh viện, thậm chí còn không kịp chào hỏi Hạ Thiên. Đêm giai nhân, nhắc đến cái tên này thì đám đàn ông thành phố Giang Hải sẽ có một biểu cảm mập mờ. Nơi này có một câu lưu truyền khá rộng, đêm giai nhân, ngày giai nhân, hàng đêm hàng ngày giai nhân. Đêm giai nhân chính là tên một hộp đêm nổi tiếng thành phố Giang Hải, nghe nói trong đây giai nhân như mây, có thể làm cho cánh đàn ông tiến vào mà không muốn ra. Tất nhiên tiền phí ở đây là rất cao, bình thường đều phải là lớp thượng tầng, nếu không sẽ chẳng dám đi vào, chỉ cần vào đây một buổi tối thì có thể tiêu phí mất một năm tiền lương của kẻ bình thường. 8 giờ tối, màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm của Giang Hải cũng chậm rãi được kéo ra. Trong một gian phòng VIP ở đêm giai nhân, cao danh Dương đang ngồi trên ghế salon, hắn nhắm mắt, phía sau là một thiếu nữ cực kỳ khiêu gợi đang nhẹ nhàng mát xa đầu. Tiểu Hàm, đã 8 giờ chưa? Cao Danh Dương đột nhiên mở miệng, hắn trầm giọng hỏi: "Còn kém 2 phút." Thiếu nữ khẽ trả lời: "Đám kiều thiếu gia phải đến rồi mới đúng, em ra ngoài xem trước." "Không cần, em ngồi đợi ở đây là được." Cao Danh Dương lắc đầu. "Vâng, cao thiếu gia." Trên mặt thiếu nữ chợt lộ ra vẻ vui sướng. Khi thiếu nữ vừa mở lời thì cửa phòng được mở ra, ba người đàn ông đi vào, đều ở vào độ tuổi 24-25. "Cao thiếu gia." ba người cùng chào hỏi Cao Danh Dương, sau đó đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Ngồi ở phía tay trái Cao Danh Dương chính là một người đàn ông tóc dài, có vài phần khí chất nghệ sĩ, mắt nhỏ mũi nhỏ, tướng mạo không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là hèn mọn bỉ ổi. Người này cần lấy ly rượu trước mặt, hắn nâng ly nhấp một ngụm rồi tán thưởng. Rượu ngon, kiều thiếu ra cũng hiểu rượu rồi sao? Người ngồi ở vị trí tay phải cao danh dương chợt mở miệng mỉa mai, sau đó hắn nâng ly rượu ở trước mặt lên Sau đó hắn khẽ lắc rồi đặt lên khóe miệng nhấp một ngụm. Như thế này mới gọi là phẩm rượu Người này toàn thân đều là hàng hiệu Quả thật có thể nói là vũ trang tận răng giống như sợ người khác không biết mình có tiền Tướng Mạo có lẽ là người quần chúng, mạnh mẽ hơn so với Kiều Thiếu Gia Người mà 10 ngón tay mang đủ 10 chiếc nhẫn kim cương thì không có tư cách nói chuyện với tôi Kiều Thiếu Gia có chút khinh thường nói Nghe tôi nói này Kiều Thiếu Gia Diệp thiếu gia, hôm nay chúng ta là khách, thôi thì nên nể mặt cao thiếu gia, mọi người không nên ồn ào. Tên mập đối diện cao danh dương chợt mở miệng nói, nếu nói người này mập thì sợ rằng sẽ làm cho rất nhiều tên mập không phục, nếu so với người này thì những tên mập bình thường vẫn còn thon thả, đây đúng là một tuyển thủ sumo. Tiểu sán, nửa tháng không gặp, cậu gầy đi không ít đấy. Cao danh dương mỉm cười nói, phải không? Tên mập rất vui sướng. Cao thiếu gia, anh có thể thấy tôi gầy sao? Này, Diệp thiếu gia, Kiều thiếu gia, hai người không thấy gì sao? Diệp thiếu gia liếc mắt. Cậu xem một tên mập 400 cân mà còn lại 390 cân, như vậy có người nhìn thấy sao? Này, các người biết rõ tôi từ 400 cân xuống còn 390 cân sao? Đúng là ánh mắt tinh đời. Tên mập rất vui sướng. Người đẹp, rót cho anh một ly rượu. Kiều thiếu gia đổ một ly rượu vào trong bụng cực kỳ hèn mọn sau đó lại đòi rượu với tiểu hàm. Đông Hải, trước mặt anh có rượu, tự mình làm việc đi thôi. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng. Tiểu hàm chỉ rót rượu cho tôi thôi. Sao? Ba người cùng nhìn về phía tiểu hàm. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn Kiều Thiếu Gia, Diệp Thiếu Gia, Tứ Thiếu Gia. Trên mặt tiểu hàm có thêm khá nhiều biểu cảm vui sướng. Bây giờ nói chuyện chính. Cao Danh Dương rút ra ba phần tư liệu đưa cho ba người các cậu xem qua một chút. Ba người cầm tư liệu rồi lật qua xem xét, bầu không khí trong phòng chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cao danh dương quét mắt nhìn bốn người mà trong mắt có vài phần đắc ý, từ thiếu gia Giang Hải tuy thường xuyên tụ họp cùng nhau nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ giữa bốn người đều tốt đẹp. Nhưng Cao Danh Dương là người duy nhất trong bốn người có năng lực triệu tập tất cả, hoàn toàn là người có tiếng. Kiều Đông Hải hèn mọn bị ổi thích đóng vài nghệ thuật ra, Đáng tiếc là mục tiêu của hắn không phải nghệ thuật mà là vì đám người đẹp hiến thân cho nghệ thuật. Hắn thích uống rượu nhưng chẳng biết gì về rượu, dù là bia hai đồng một sao 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 hay rượu đỏ hai chục ngàn một chai thì hắn đều có thể uống sạch. Diệp thiếu Kiệt lại thích đóng vai hào phú, trên tay hắn mang theo 10 chiếc nhẫn kim cương, người đẹp được hắn nhìn thấy sẽ được tặng nhẫn, người ta nhận nhẫn thì khó trốn khỏi bàn tay của hắn. Mỗi tháng Diệp thiếu Kiệt đều đeo 10 chiếc nhẫn, hắn tặng đi từng cái. Nếu cuối tháng mà tặng hết thì cũng không bù lại ngay. Nhưng đầu tháng sau thì trên tay của hắn lại có 10 chiếc nhẫn khác. Tất nhiên đã qua nửa tháng mà trên tay Diệp Thiếu Kiệt vẫn còn đeo đủ 10 chiếc nhẫn, như vậy tháng này hắn không được thuận lợi cho lắm. Còn Tô Tiểu Sán, trước đó hắn rất thích ăn, bây giờ niềm vui lớn nhất chính là giảm béo. Tư liệu cũng không nhiều, ba người tất nhiên xem qua rất nhanh, nhưng bọn họ cũng không trả lại cho Cao Danh Dương mà ngẩng đầu chờ đợi, chờ đối phương mở lời bọn họ biết cao danh dương sẽ phải nói ra suy nghĩ của mình tôi hy vọng người này biến mất cao danh dương cười nhạt một tiếng nói tôi nghĩ các cậu cũng hy vọng tên này biến mất nhưng tôi cũng không cần chính các cậu ra tay tôi chỉ hy vọng khi mình động thủ thì không nhìn thấy người nhà của các cậu dù là bất kỳ kẻ nào cao thiếu gia một tên thế này mà đáng để gọi ba người chúng tôi đến sao diệp thiếu kiệt cảm thấy không đúng có phải anh quá đề cao hắn rồi không Thiếu Kiệt, tư liệu cũng không phải chỉ nằm ở mặt trên." Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng. "Chẳng lẽ cậu không muốn biết vì sao Diệp Mộng Oánh lại thuận lợi quay về Giang Hải à?" Vẻ mặt Diệp Thiếu Kiệt chợt biến đổi. "Cao thiếu gia, anh nói vậy là có ý gì?" "Thiếu Kiệt, có một số chuyện mà chúng ta biết rất rõ, không cần phải nói ra rõ ràng như vậy. Tôi chỉ nói cho cậu biết, chính tên này là kẻ đã cứu Diệp Mộng Oánh khỏi tiệm vá xe kia." cao danh dương dùng giọng không nhanh không chậm nói vẻ mặt diệp thiếu kiệt lập tức trở nên âm trầm thiếu kiệt còn vấn đề gì sao cao danh dương lại hỏi cao thiếu gia anh nên biết có người trong diệp ra mà tôi không thể khống chế diệp thiếu kiệt khẽ cắn môi nói diệp thiếu hùng sao cao danh dương biết rõ như lòng bàn tay người này không cần cậu quan tâm cậu thu phục người khác là được được rồi khi nào anh ra tay thì nói với tôi một tiếng Diệp Thiếu Kiệt gật đầu nói. Cao Danh Dương gật đầu thỏa mãn, sau đó hắn quay sang hai người còn lại. Tiểu Sán, Đông Hải, hai cậu. Cao Thiếu ra yên tâm, nhà chúng tôi cũng không có ai thích tiểu tử kia, tất nhiên cũng không giúp đối phương. Tô Tiểu Sán dùng giọng sảng khoái nói. Vấn đề của tôi không tính là lớn, tuy khó thể thuyết phục Kiều Tiểu Kiều nhúng tay vào, nhưng muốn nói dối cũng không khó. Kiều Đông Hải khẽ chàm ngâm rồi nói. Còn nữa, Hai người này tôi cũng rất đau đầu với tiểu tử kia, nếu hắn thật sự biến mất thì đúng là cầu còn chưa được. Rất tốt, Cao Danh Dương lộ ra nụ cười sáng lạn. Đêm nay hắn sẽ biến mất. Chương 40, Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc. Liễu Vân Mạn không nói câu nào mà bỏ đi, điều này làm Tôn Hinh Hinh cảm thấy rất kỳ quái, mà Hạ Thiên cũng không quá quan tâm. Nhưng Hạ Thiên không quan tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm. Liễu Vân Mạn tuy chưa nói hết lời đã bỏ đi nhưng đã để lại bóng đen trong lòng Tôn Hinh Hinh. Lúc này vẫn chưa đến 6 giờ mà Tôn Hinh Hinh đã đóng cửa hàng hoa, để cho Vương Kiệt và Phương Hiểu như quay về, sau đó Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên quay về khu dân cư học phủ danh uyển. Tôn Hinh Hinh nấu cơm ở phòng bếp, Hạ Thiên xem TV trong phòng khách. Bây giờ là quảng cáo, đây là tiết mục mà hắn thích nhất, nhưng cũng có một cảm giác không thích thú cho lắm, vì sao khi phát quảng cáo lại đúng lúc đang chiếu phim? Quảng cáo nhanh chóng qua đi, bộ phim chết tiệt lại bắt đầu được phát sóng, Hạ Thiên phải đổi đài xem tin tức thời sự, hắn cảm thấy tin tức cũng rất đáng xem. Bên ngoài đúng là quá rối loạn, địa phương kia có đánh bom tự sát chết rất nhiều người, đúng là quá không an toàn, đúng là sống trên núi vẫn tốt hơn. Hạ Thiên xem tin tức thời sự mà chợt cảm khái. Hạ Thiên, dùng cơm thôi. Tôn Hinh Hinh bưng đồ ăn đi ra phòng bếp. Hạ Thiên đã sớm đói meo ruột vì chữa bệnh cho Liễu Vân Mạn tiêu hao quá nhiều thể lực vì vậy mà cơn đói đến rất nhanh. Khi hắn nhìn thấy đồ ăn được bày lên bàn thì tất nhiên không chút khách khí, chỉ biết cắm đầu ăn. Hạ Thiên, những chuyện bác sĩ Liễu nói vào hôm nay. Tôn Hình Hình cảm thấy nuốt không trôi, rõ ràng đang lo lắng về vấn đề mà Liễu Vân Mạn đã nói. Chị Hinh không cần lo lắng, chị Vân Mạn không biết sự lợi hại của tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói ra một câu, sau đó tiếp tục vùi đầu vào ăn uống tôn hình hình há miệng không nói gì nàng chỉ nhìn hạ thiên ăn như sói như hổ lời nói lên đến cuống họng phải nuốt về thôi thì chờ hắn ăn xong thì nói sau nửa giờ sau tôn hình hình bắt đầu thu dọn bát đúa nàng lại đi vào phòng bếp mà hạ thiên lai tiếp tục xem quảng cáo hạ thiên trước đó bác sĩ liễu nói không rõ ràng sao cậu lại đắc tội với cao danh dương tôn hình hình đi vào phòng khách nàng tiếp tục mở miệng hỏi Chị Hinh, chị không cần lo lắng, nếu Cao Danh Dương dám đến gây phiền phức cho em, như vậy em sẽ xử lý hắn." Hạ Thiên vẫn không thèm để ý, khi nhìn Tôn Hinh Hinh thì hắn lại nhớ một chuyện. "Đúng rồi, chị Hinh, phương hiểu như nói chỉ có máy tính, phải không?" "Đúng, ở trong phòng tôi." Tôn Hinh Hinh khẽ gật đầu. "Đúng rồi, chị Hinh, chị có thể chỉ tôi cách lên mạng được không?" Hạ Thiên có chút hưng phấn, hắn cảm thấy rất nhàm chán tên mập kia nói lúc nhàm chán thì nên lên mạng, như vậy lên mạng phải rất hứng thú. Cậu muốn làm gì mà lên mạng? Tôn Hinh Hinh cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, bây giờ là thời điểm nào, sao người này vẫn không có chút phản ứng nào thế nhỉ? Đúng vậy, chị Hinh, cái gì là chơi game và chat chít, tôi nghe thấy như vậy mà cũng muốn thử. Hạ Thiên nói với bộ dạng cực kỳ hứng thú. Được rồi, Tôn Hinh Hinh có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nàng đã thấy rõ Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cao danh dương, như vậy dù nàng có hỏi cũng không hiệu quả. Cuối cùng Hạ Thiên cũng được vào phòng ngủ của Tôn Hinh Hinh, dù phòng ngủ này lớn hơn phòng của hắn nhưng nhìn qua lại khá chật, vì tủ quần áo bên trong lại lớn hơn, giường cũng lớn hơn, đồng thời có thêm một chiếc bàn máy tính và bàn trang điểm. Đây là máy tính sao? Hạ Thiên nhìn một chiếc màn hình như màn hình tivi rồi hỏi. Đây là màn hình hiển thị. Tôn Hinh Hinh không muốn nói gì nhưng sau đó đành phải giới thiệu tất cả cho hạ thiên đây là cpu đây là bàn phím đây là con chuột máy tính đâu hạ thiên hỏi một câu rất ngu ngốc à những thứ này kết hợp lại thành một chiếc máy tính tôn hình hình đột nhiên nhớ đến một câu khi nàng nói chuyện với người khác trên mạng thì đối phương hay nói nàng gà nhưng bây giờ nàng mới phát hiện ra hạ thiên mới thật sự là gà hơn nữa còn là gà có cấp bậc vậy à sao lên mạng được đây hạ thiên bây giờ chính là một bé con có rất nhiều vấn đề cũng may tôn hình hình rất kiên nhẫn trước tiên nàng khởi động máy dạy hạ thiên cách kết nối int như thế nào để lướt web người đẹp này nhìn có vẻ giả dối hạ thiên nhìn vào một tấm hình tôn hình hình thầm nghĩ đây là hình quảng cáo game online tất cả đều được vẽ bằng photoshop có thể không phải giả sao tin tức này giống như trên tv Nơi đây cũng có người chết, thế giới đúng là loạn lạc. Sau đó Hạ Thiên lại bắt đầu cảm khái. Chị Hinh, sao có thể nói chuyện trên mạng được? Một lúc sau Hạ Thiên bắt đầu đặt câu hỏi. Muốn nói chuyện với nhau thì phải xin số QQ. Tôn Hinh Hinh trả lời. QQ là thứ quái quỷ gì? Số QQ là giống như số điện thoại. Số điện thoại có thể dùng thay cho QQ không? Không được. Sao vậy? Thứ này cần phải mã hóa. Mã hóa là gì? Cần phải xin từ admin. Admin là thứ quái quỷ gì? À, không nói về vấn đề này nữa, trước tiên tôi giúp cậu xin số QQ đã. Tôn Hinh Hinh sợ Hạ Thiên cứ hỏi như vậy sẽ mất cả buổi tối, vì thế tranh thủ thời gian di chuyển lực chú ý của đối phương. À, được. Hạ Thiên cũng không hỏi nữa. Tôn Hinh Hinh dùng 2 phút để xin cho Hạ Thiên một số QQ, sau đó bắt đầu dùng số QQ để đăng nhập, tìm một người bạn nào đó, sau đó hai số kiêu kiêu bắt đầu tán dóc với nhau. Này, Hạ Thiên, bây giờ cậu đã biết chat là thế nào chưa? Lại vài phút nữa trôi qua, Tôn Hình Hình hỏi. Ừ, biết rồi. Hạ Thiên đã học xong nhưng tốc độ gõ phím như ốc sên. Từ cậu học tập đi, tôi ra ngoài xem tivi. Tôn Hình Hình cảm thấy rất mệt mỏi. À, tốt. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp chat chít vĩ đại. Một giờ sau, sau khi xem hết phim truyền hình thì Tôn Hinh Hinh đi vào phòng ngủ, khi thấy Hạ Thiên vẫn còn đang tiếp tục chat thì nhịn không được phải hỏi một câu. Hạ Thiên, cậu nói chuyện với ai vậy? Chị Hinh, nói chuyện với chị mà. Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Với tôi sao? Tôn Hinh Hinh chợt giật mình, nàng cúi đầu nhìn, cũng không sai, Hạ Thiên đang nói chuyện với nàng. Người này không có bạn bè trên QQ, vì vậy nên một máy tính dùng hai số kêu nói chuyện với nhau. Khi Tôn Hinh linh mở ra bản lưu trữ thì chờ tan vỡ, người này nói chuyện nội dung gì vậy? Khúc dọa đầu chỉ là bình thường, nhưng đến phần giữa thì đúng là dưới 18 không nên đọc. Chồng của Kiều Tiểu Kiều Chị Hinh, ngược chị lớn hay nhỏ? Hinh Hinh công chúa Ba BSP Chồng của Kiều Tiểu Kiều Đêm nay cùng ngủ nhé Hinh Hinh công chúa Ok, sao cậu biết ngược tôi là ba BSP? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, em đã từng sờ rồi. Đại sắc lang. Tôn Hinh Hinh đỏ mặt chạy ra ngoài. Mà Hạ Thiên lại bắt đầu nói chuyện phiếm trên kiêu kiêu với chính mình. Chồng của Kiều Tiểu Kiều. Chị Hinh, đêm nay mặc đồ ngủ mỏng nữa nhé. Hinh Hinh công chúa. Được, chị nghe lời cậu. Hạ Thiên vẫn ở lại trong phòng chat chít cực kỳ vui sướng. Tôn Hinh Hinh không biết đối phương đang nói gì, nhưng chắc chắn cũng là những lời lẽ bậy bạ kia mà thôi. Nàng đã quyết định chờ Hạ Thiên luyện tập xong sẽ đi vào xóa bỏ tất cả, nếu để người khác thấy được thì sợ rằng sẽ nghĩ là nàng nói. Em là hoa hồng của anh, em là hoa. Chuông điện thoại chợt vang lên. Alo, ai vậy? Tôn Hinh Hinh nhận điện thoại. Tôn tiểu thư, tôi là Tiểu Triệu, có một phần chuyển phát nhanh, em có thể xuống lấy được không? người gọi đến là bảo vệ khu dân cư. À, cảm ơn anh Triệu, tôi sẽ xuống nhận ngay. Tôn Hinh Hinh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cửa, trong lòng cũng thầm nghĩ, sao công ty kia lại chẳng chuyên nghiệp như vậy, tối mà còn đưa đồ đến sao? Tôn Hinh Hinh xuống lầu, khi còn chưa đi xuống lầu một thì một bóng đen chợt phóng ra. Tôn Hinh Hinh còn chưa kịp hét lên thì đối phương đã dùng khăn bịt miệng nàng, một mùi hương kỳ lạ bay vào mũi, vài giây sau thì Tôn Hinh Hinh đã hôn mê, một chiếc xe 16 chỗ phóng nhanh vào trong khu dân cư Học phủ Danh Uyển, một người ở trên xe móc điện thoại ra nói. Cao thiếu gia, mồi câu đã vào tay, chỉ chờ cá cắn câu. Tốt, cá phải biến mất, còn mồi câu, sau khi thành công thì tùy các chú xử lý. Vâng, Cao thiếu gia. Xe nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, mà trong phòng an ninh, tên bảo vệ họ Triệu cũng đã sớm hôn mê. Mà trên lầu thì Hạ Thiên vẫn đang tự mình trò chuyện với mình. Chị Hinh Chị Hinh. Hạ Thiên tự trò chuyện với mình một lúc lâu, sau đó không còn có ý gì để tiếp tục, hắn muốn tìm Tôn Hinh Hinh dậy chơi game, nhưng gọi vài câu mà không có ai trả lời. Quái lạ, chị Hinh đi đâu rồi? Hạ Thiên tìm khắp nhà cũng không thấy Tôn Hinh Hinh, vì vậy mà cảm thấy kỳ quái. Nếu Tôn Hinh Hinh rời khỏi nhà thì phải báo cho hắn biết, tất nhiên hắn không biết Tôn Hinh Hinh nghĩ rằng chỉ xuống lầu lấy một món đồ, sau đó sẽ lên lầu, vì vậy mà không thông báo. Ông Sa điện thoại kia ông xã điện thoại kia chuông điện thoại lại vang lên hạ thiên lấy điện thoại ra xem là một dãy số lạ chẳng lẽ chị vân mạn muốn tìm mình hạ thiên nghĩ như vậy thì lập tức nhấn nút nghe này là ai thế hạ thiên phải không bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp là tôi hạ thiên khẽ nhíu mày hắn chưa từng nghe qua giọng nói này anh là ai mày không cần hỏi tao là ai tao nói cho mày biết, tôn hình hình đang ở trong tay chúng tao. Giọng nói trong điện thoại vang lên rất trầm thấp. Nếu không muốn con khốn kia có chuyện gì thì lập tức đi theo con đường bên bờ sông đến tàu nhà lạn vĩ lâu. Chúng mày chết chắc rồi. Hạ Thiên chỉ nói một câu như vậy, sau đó hắn chạy như bay ra khỏi phòng. Đêm giai nhân. Tiểu hàm, mấy giờ rồi? Cao danh dương trầm giọng hỏi. 10 giờ kém 15. Tiểu hàm khẽ trả lời. Trước 10 giờ thì tên kia sẽ biến mất. Trên mặt Cao Danh Dương lộ ra một nụ cười khoái chí, trong mắt bùng ra cái nhìn tàn nhẫn. Không thể có kẻ nào dám động vào người phụ nữ Cao Danh Dương hắn vừa ý, dù chỉ là lời nói cũng không được, dù tiểu tử kia không phải là đàn ông của Liễu Vân Mạn cũng phải biến mất. Chương 41: Chạy như điên trong đêm. Một người đàn ông vội vàng đi trên đường, khi hắn quay đầu thì đột nhiên thấy ở bên cạnh có một làn gió thổi qua, một luồng hắc ảnh xẹt qua rất quỷ dị hắn chợt dùng mình chẳng lẽ mình gặp quỷ một đôi tình nhân sinh viên đang ngồi trong taxi khi đang chuẩn bị quay về trường thì đột nhiên nữ sinh hô lên kinh hoàng này anh xem người kia đang làm gì vậy trời nam sinh cũng mở to mắt vì hắn nhìn thấy một tình cảnh khó thể tưởng một người đang chạy từ phía sau lên từng chiếc xe bị bỏ lại phía sau khoảnh khắc sau người kia đã đuổi kịp và chạy song song với chiếc taxi sau đó cũng chạy qua rồi biến mất trong tầm mắt mọi người có phải anh nằm mơ không người nam sinh thì thảo nói trên đời làm gì có người như vậy nếu trên đời có người như vậy thì chỉ là hạ thiên hạ thiên chạy vội trên đường cái giang hải trong không khí có một mùi hương thoang thoảng đó là mùi cơ thể của tôn hinh hinh thật ra tôn hinh hinh cũng không biết mùi thơm cơ thể nàng bình thường cũng có nhưng khi suốt mồ hôi thì mùi hương càng thêm nồng đậm Tất nhiên mùi hương trên cơ thể của Tôn Hinh Hinh thì người thường cũng không ngửi được, nhưng Tôn Hinh Hinh cũng không biết Hạ Thiên chẳng phải người thường, khứu giác của hắn linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Mà bây giờ Hạ Thiên đang đuổi theo mùi hương này, hắn không biết lạn vĩ lâu ở bên bờ sông nằm ở đâu, mà cũng không cần biết. Đối với hắn thì chỉ cần tìm theo mùi hương của Tôn Hinh Hinh, có thể tìm được nàng, sau đó cứu ra, cuối cùng sẽ dạy cho đám khốn nạn dám bắt cóc Tôn Hinh Hinh phải hối hận vì được sinh ra trên đời hạ thiên càng chạy càng nhanh mà mùi hương cũng dần trở nên nồng đậm hắn biết rõ mình đang ngày càng gần tôn hinh hinh lạn vĩ lâu ở gần bờ sông chính là một địa phương dở dang lớn nhất thành phố giang hải năm đó một công ty bất động sản dùng một cái giá trên trời để mua mảnh đất này sau đó muốn tạo ra một khu dân cư lớn nhất thành phố giang hải nhưng công trình mới được tiến hành một nửa thì công ty bất động sản sụp đổ không có dấu hiệu báo trước chưa nói đến vấn đề ảnh hưởng đến hàng loạt khách hàng đặt phòng hơn nữa còn tạo ra một công trình xây dựng giang dở lớn nhất giang hải. Nghe nói những năm qua chính quyền liên tục tìm một công ty nhận công trình này, nhưng cuối cùng vì nhiều nguyên nhân mà không thành công, khu nhà vẫn liên tục đổ nát. Tuy công trình chỉ tiến hành được một nửa nhưng thực tế có rất nhiều căn phòng đã xây dựng tốt, tuy không thể bán đi nhưng đối với những người vô gia cư thì lại là một nơi cư ngụ rất tốt. Có không ít những tên ăn mày, những người vô gia cư coi nơi đây là nhà. Nhưng vào một buổi tối một năm trước thì những người vô gia cư ở đây bị một đám côn đồ lai lịch không rõ ràng đánh cho một trận. Cuối cùng không còn ai dám ở lại nơi đây, mà chỗ này được một nhóm người nào đó sử dụng để làm những việc không cho ra ngoài ánh sáng. Đêm hôm nay trong một gara ở Lạn Vĩ Lâu, hai tên đàn ông đang dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài, mà ở mặt đất phía sau có một cô gái đang nằm hôn mê. Tiểu tử kia sao còn chưa tới? Lâm Tử, có nên điện thoại cho Thúc Thúc không? Nói chuyện là một tên thanh niên 20 tuổi, có đeo một chiếc hoa tai, cũng không phải kẻ đứng đầu nơi đây. 20 phút trước tao đã điện thoại rồi, có lẽ 10 phút nữa tên kia mới đến đây. Tên được gọi là Lâm Tử có vẻ lớn hơn một chút, trên trán hắn có một vết dao làm người ta sợ hãi. Này, con này dáng người rất tốt, tao đã khó thể nhịn được. Lâm Tử, nếu không thì cưỡi, một lúc rồi nói sau. Tên thanh niên đeo hoa tai nhìn cô gái trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy dâm tục. Mày có thể thử, nhưng nếu vì vậy mà sự việc không thành, mày tự biết hậu quả. Lâm tử lạnh lùng nói. Khụ, chỉ nói một câu mà thôi, chờ thêm một lát cũng chẳng sao, xử lý xong tiểu tử kia thì cô nàng sẽ là của chúng ta. Tên thanh niên đeo hoa tai nở nụ cười ngượng ngùng. Đến lúc đó tha hồ mà cưỡi. Đây là nơi nào? Sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ, cô gái trên mặt đất đã tỉnh lại, nàng lắc đầu vẻ mặt còn rất mơ hồ cô gái nhớ rõ lúc đó mình xuống lầu lấy một vật nhưng khi vừa tiến xuống lầu một thì một bóng đen phóng đến và á à, tôn hình hình thét lên một tiếng kinh hãi nàng nhìn vào hai người đàn ông đang đứng chắn phía trước các anh là ai các anh muốn làm gì tên thanh niên đeo hoa tai cuối cùng cũng không nhịn được mà đi về phía tôn hình hình hắn nở nụ cười cực kỳ bỉ ổi người đẹp tỉnh rồi à đừng sợ chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì không sao đừng đến đây anh đừng đến đây tôn hình hình dùng giọng nghiêm nghị quát lớn trong lòng cực kỳ sợ hãi các người mau thả tôi ra tôn hình hình rất muốn chạy đi nhưng hai chân hai tay đều bị cột chặt đừng nói là chạy muốn đứng lên cũng rất khó thả người tên thanh niên đeo hoa tai giống như nghe thấy một câu nói đáng cười hắn cười lên ha hả người đẹp em đừng mơ mộng hão huyền nếu đã đến đây thì nên ngoan ngoãn nghe lời, sau này cố gắng phục vụ tốt cho anh em chúng tôi. Anh có thể cho em ăn ngon mặc đẹp, còn mạnh hơn một bà chủ cửa hàng hoa nho nhỏ. Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh chợt trắng bệch, nàng đã nghe ra ý nghĩ trong lời nói của người này, nếu mình không trốn ra được thì sau này sẽ là đồ chơi của đám đàn ông ở đây. Anh, sao các anh lại làm như vậy? Tôi đắc tội gì với các anh sao? Tôn Hinh Hinh run rẩy nói. Người đẹp, em không đắc tội với bọn anh chỉ trách bạn trai em quá tham lam. Tên thanh niên đeo hoa tai đi đến bên cạnh tôn hình hình, hắn nhìn tư thái lổi lõm của nàng mà nuốt nước miếng. Những năm qua hắn chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng chỉ nghĩ đến tình cảnh vưu vật mê người này sẽ trở thành vật sở hữu tư nhân thì trong lòng bùng lên lửa nóng, một bộ vị nào đó trên người chợt bành trướng. Bạn trai tôi sao? Tôn hình hình chợt ngẩn ngơ. Anh, anh nói hạ thiên. Không sai, tiểu tử kia có một người đẹp như em, Vậy mà không biết trông coi cho tốt, còn ra ngoài chọc vào người phụ nữ không thuộc về hắn. Tên thanh niên đeo hoa tai chợt cười hì hì, hắn ngồi xổm xuống. Hắn đã muốn chơi với người phụ nữ khác, vì vậy lúc này phụ nữ của hắn phải bị kẻ khác chơi, người đẹp như vậy có phải công bằng không? Tên đeo hoa tai vừa nói vừa nhịn không được phải dùng tay sờ lên gương mặt của Tôn Hinh Hinh. Đừng đụng vào người tôi. Tôn Hinh Hinh đột nhiên kêu lớn, nàng cố gắng rụt người về phía sau anh dám động vào tôi thì Hạ Thiên sẽ không bỏ qua. Tôn Hình Hình nghĩ đến Hạ Thiên mà chợt trở, trở nên can đảm, cũng có chút chờ mong. Đúng vậy, hắn sẽ đến cứu nàng, sau khi biết hắn, mỗi lần nàng gặp phiền phức thì hắn đều ở bên cạnh, lúc này hắn sẽ xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện. Tôn Hình Hình đột nhiên thét lên dọa cho tên đeo hoa tai phải nhảy dựng lên, hắn vô thức rút tay rồi tức giận mắng. Con điếm, ồn ào cái gì? Đại gia muốn đụng vào em, không những muốn cưới em, còn muốn giữ lại em để cưới. Tên thanh niên đeo hoa tai lại đưa tay về phía tôn hinh hinh, lần này không phải sờ vào mặt, mà sờ vào ngực. Xoẹt! Trong không gian chợt vang lên một âm thanh rất nhỏ. Á! À, tên thanh niên đeo hoa tai chợt gào lên thảm thiết, hắn rụt tay lại, trên tay máu tươi đầm đìa. Không được động vào nữ nhân của tao. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, tên đeo hoa tai chợt thấy hoa mắt, trước mặt hắn chợt xuất hiện một người, là một thiếu niên khoảng 19 tuổi. Thiếu niên mặc áo tê sớt đeo giày thể thao, nhìn qua rất bình thường mà trên mặt cũng có biểu cảm vô hại, nhưng ánh mắt lại lóng lánh hào quang. Hạ thiên, hai mắt tôn hình hình bị bao phủ trong sương mù, hắn đã đến, đã thật sự đến đây. Khi nàng cần hắn xuất hiện nhất thì lập tức có mặt, hắn rõ ràng là thiên sứ thủ hộ của nàng, là hoàng tử trong mơ của nàng. Hạ thiên khom lưng nhặt đồng tiền xu trên mặt đất, đồng tiền này đã lần thứ hai phóng ra vì tôn hinh hinh. Lần đầu tiên là phóng về phía trương đại trụ, bây giờ chính là tên thanh niên đeo hoa tai bị ổi trước mặt. Hạ thiên cởi dây thường trói tay chân tôn hinh hinh, hắn kéo nàng lên rồi mỉm cười. Chị hinh, không có gì, chị yên tâm, có tôi ở đây thì không ai có thể ức hiếp chị được. Ừ, tôn hinh hinh không nói gì nhưng gật đầu có chút uất ức, sau đó nhào vào lòng hạ thiên rồi khóc hồ lên. Tuy từ nhỏ đến lớn nàng đã phải chịu đựng nhiều khổ cực, nhưng những chuyện thế này là lần đầu tiên gặp phải. Hạ thiên ôm lấy thân thể mềm mại của tôn hinh hinh, cảm nhận được sự co giãn từ bộ vị cao mất trước ngực nàng, trong lòng hắn chợt bùng lên chút cảm xúc. Nhưng lúc này hắn cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên thanh niên đeo hoa tai, lần này hắn rất tức giận, có người dám bắt cóc nữ nhân của hắn, đây quả thật là nhục nhã đối với hắn, cũng là sự nhục nhã của ba vị sư phụ hắn. Hạ thiên nghĩ đến ba vị sư phụ, không vị nào không phải nhân vật phong vân một cõi, chỉ cần nói ra tên họ cũng tự động làm cho kẻ khác phải lui binh. Hạ Thiên Thân là đồ đệ của ba vị sư phụ, tranh thủ sự dạy bảo của ba vị mà bây giờ đã là trò giỏi hơn thầy, không ngờ lại bị vài tên côn đồ cướp đi nữ nhân của mình. Nếu để ba vị sư phụ biết được điều này, nhất định sẽ bắt về núi luyện thêm 10 năm. Dọa người, đúng là rất dọa người, chuyện dọa người như vậy lại xảy ra trên người Hạ Thiên, điều này làm hắn cực kỳ tức giận. Hắn cảm thấy trước đó mình quá nhân từ, vì vậy đám khốn kiếp này mới cả gan làm loạn. Hạ Thiên, mày đến rõ ràng nhanh hơn dự đoán của tao. Một âm thanh âm trầm chợt vang lên, Lâm Tử đi vào Gaza, hắn nhìn về phía Hạ Thiên mà trong mắt bùng lên cái nhìn quỷ dị, rõ ràng hắn không kịp phản ứng. Hạ Thiên xuất hiện trong Gaza, dựa theo kịch bản thì bọn họ sẽ giải quyết đối phương bên ngoài Gaza, bây giờ rõ ràng đối phương đã thoát khỏi sự khống chế của bọn họ mày ra tay bắt cóc chị Hinh, chính mày cũng gọi điện thoại uy hiếp tao, vì vậy mày nhất định phải chết. Hạ Thiên nhìn Lâm Tử, giọng nói rất bình thản, sau đó lại nhìn về phía tên đeo hoa tai. Mày muốn chạm vào nữ nhân của tao, mày còn chết thảm hơn. chương 42, mày muốn chết thế nào? Tiểu tử, chỉ một lát sau mày sẽ biết ai mới là kẻ chết thảm. Tên đeo hoa tai cười nhe răng, trên bàn tay nhuốm máu lóe lên một luồng sáng lạnh, Hắn nói xong thì lập tức tấn công Hạ Thiên. Thân thủ tên đeo hoa tai rất nhanh nhẹn, chỉ sau khoảnh khắc đã phóng đến trước mặt Hạ Thiên. Lúc này dao găm trong tay cũng đâm thẳng đến, mục tiêu không ngờ lại chính là Tôn Hinh Hinh đang khóc trong lòng Hạ Thiên. Khóe miệng Hạ Thiên lộ ra nụ cười khinh thường, cho mèo này còn bày ra trước mặt mình sao? Khi dao găm đâm đến gần thì Hạ Thiên vẫn không động đậy, cũng không kéo Tôn Hinh Hinh về phía sau. Hắn vẫn ôm nàng vào lòng tay phải đột nhiên duỗi ra nắm chặt lấy tay của tên đeo hoa tai. Tên đeo hoa tai đang tiếc hận vì người đẹp sắp phải chết, trong lòng thầm mắng hạ thiên độc ác, đồng thời cũng có chút suy nghĩ xấu xa. Một người đẹp như vậy dù chết cũng phải, hoạt động một chút mới đã nghiền. Nhưng khi ý nghĩ xấu xa còn chưa hoàn thành thì hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, dao găm lúc này không thể tiến thêm, sau đó một cơn đau dữ dội từ cổ tay truyền đến. Giác! Hạ thiên xoay bàn tay, cổ tay tên đeo hoa tai bị bẻ gãy, sao găm rơi xuống đất lại một tiếng xương gãy vang lên hạ thiên vừa bẻ gãy tay còn lại của tên đeo hoa tai vừa tung đá hắn đá trúng hai ống quyển của tên đối phương á à, tên đeo hoa tai bị gãy xương tứ chi tiếng kêu thảm thiết cực kỳ vang dội trong không gian yên tĩnh điều này làm người ta sinh ra cảm giác sờn tóc gáy tao nói rồi mày sẽ chết rất thảm nhưng tao cũng không cho mày chết nhanh như vậy hạ thiên khẽ buông tay tên đeo hoa tai té xuống đất như một đống bùn nhão tao biết mày rất muốn ngất đi nhưng đáng tiếc là mày sẽ không bất tỉnh mày sẽ mãi tỉnh táo đến lúc chết mới thôi hạ thiên thản nhiên nói á tôn hình hình duyên dáng kêu lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết của tên đeo hoa tai đã làm nàng giật mình tỉnh giấc khi nàng quay đầu lại nhìn thảm cảnh của đối phương thì cũng có chút kinh hoàng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy tình cảnh như vậy chị hinh không cần phải sợ chị đừng xem hắn là người là được. Hạ Thiên An ủi tôn hinh hinh, sau đó hắn dùng một tay ôm lấy eo thon của nàng rồi đi về phía lâm tử. Đến lượt mày, mày thích tự sát hay để tao ra tay? Lâm tử dùng ánh mắt chuyên chú nhìn vào Hạ Thiên, trong mắt bùng ra hàn quang kinh người. Lúc này thân thể hắn trở nên căng cứng giống như một con báo đợi lúc phát lực, một giây sau thì con báo này đã phóng về phía Hạ Thiên. Ủa? Khi nhìn thấy động tác của Lâm Tử thì trong mắt Hạ Thiên lóe lên cái nhìn kinh ngạc. Động tác của Lâm Tử cực nhanh, đây không phải lần đầu tiên Hạ Thiên đánh nhau khi đến thành phố này, nhưng mỗi lần đánh đấm thì đối phương quá yếu, có thể nói là không chịu được một đòn, dù là tên đeo hoa tai thì cũng yếu đến mức đáng thương. Nhưng lúc này tên có vết sẹo trên trán có khác biệt lớn với những kẻ trước đó, nếu so sánh thì rõ ràng là cao thủ. Tất nhiên cao thủ cũng chỉ là tương đối, Lâm Tử có thể là cao thủ trước mặt tên đeo hoa tai nhưng đứng trước mặt Hạ Thiên thì không đủ cấp bậc. Động tác của hắn dù nhanh nhưng đối với Hạ Thiên thì quá chậm. Lâm tử tung ra một quyền như chớp, mà Hạ Thiên cũng không trốn tránh, hắn cũng tung ra một quyền. Trong mắt Lâm tử lóe lên cái nhìn tàn khốc, hắn đồn hết tất cả khí lực lên nắm đấm, quyết định cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Thủ đoạn vừa rồi của đối phương làm hắn rất kiêng kỵ, nhưng sức mạnh của hắn là cực kỳ khủng bố, hắn không tin mình thua đối phương. Bốp, hai nắm đấm đánh mạnh vào nhau, kết quả không thể ngờ được, lâm tử kêu lên thảm thiết và văng ra phía sau ngã lên mặt xi măng. Hình bóng hạ thiên lóe lên, hắn ôm tôn hình hình xuất hiện trước mặt lâm tử, sau đó lại dẫm chân lên ngực lâm tử. Nói đi, ai phái mày đến bắt cóc vợ tao? Hạ thiên lười biếng hỏi. Nói nhanh thì tao sẽ cho mày một cái chết sung sướng. Khổ, khổ, hạ thiên, tao đánh giá thấp mày rồi. Vẻ mặt lâm tử cực kỳ tái nhợt, trong mắt lại không có chút sợ hãi là mày đánh giá cao chính mình hạ thiên thu hồi bàn chân sau đó hắn giẫm xuống bàn tay lâm tử bị dẫm nát hạ thiên nếu không chúng ta quay về đi tôn hình hình có chút bất an giết người là phạm pháp cậu cậu giết hắn thì cảnh sát sẽ bắt cậu chị hinh đây là tôi phòng vệ không có gì cả hạ thiên cười hì hì vị đại ca nằm trên mặt đất mày có biết cái gì là tan xương nát thịt không? Hạ thiên, muốn giết cứ giết, đừng hòng moi được tin tức nào từ miệng tao. Lâm tử lạnh lùng nói. Tan xương nát thịt chính là bóp nát tất cả xương cốt của mày bắt đầu từ ngón tay, mỗi tấc xương sẽ vỡ vụn ra, à, giống thế này. Hạ thiên dùng chân dẫm lên ngón tay cái của lâm tử, hắn khẽ dùng sức. Trên mặt lâm tử lộ ra sự đau khổ tột độ, những hạt mồ hôi như đậu nhành chợt vã đầy chán nhưng lúc này hắn lại cứng nhắc không lên tiếng hắn cắn chặt răng biểu hiện ra năng lực nhẫn nại cực kỳ khủng bố không ngờ mày lại Hạ Thiên nói ra vài chữ này thì vẻ mặt chợt biến đổi hắn ôm lấy tôn hình hình đứng tránh sang một bên đùng đùng hai tiếng súng vang lên xé toạc trời đêm á à, Lâm Tử cuối cùng cũng hét lên thảm thiết sau đó không còn một tiếng động nào khác hai phát súng đã bắn vào người hắn tốt nhất mày đừng nhúc nhích một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong bóng tôi có một tên đàn ông cao to khẩu súng trong tay hắn đang chĩa về phía hạ thiên mày giết nó làm gì hạ thiên có chút căm tức tên kia phải để hắn giết mới đúng tên khốn kia chặn ngang họng làm gì bên người cao thiếu gia không cần kẻ vô dụng tên đàn ông cao to dùng giọng lạnh lùng nói cao thiếu gia hạ thiên lập tức nhớ đến một người cao danh dương phái chúng mày đến sao không sai Cao thiếu gia hy vọng mày nhớ kỹ tên anh ấy. Tên đàn ông cao to hừ một tiếng, hắn tiếp tục bóp cò. Đùng! Trong mắt tên đàn ông lộ ra vẻ hưng phấn, có chút khinh thường. Hắn vui sướng vì sắp có một sinh linh sắp thăng thiên, mà kinh thường vì chỉ có chút chuyện mà cần tay súng thiện xạ như hắn phải tự mình ra tay sao. Nhưng niềm vui và sự khinh thường cũng lập tức biến mất, vì tên đàn ông này đột nhiên phát hiện ra mục tiêu đã biến mất. Một luồng khí tức bất an bùng lên bên cạnh người, hắn quay ngược hỏng súng trở lại nhưng đã muộn, một luồng lực lượng khổng lồ xông thẳng vào huyệt thái dương của hắn, sau đó hắn chợt ngất xỉu. Đêm giai nhân, cao danh dương chậm rãi lắc lắc chiếc ly trên tay, rượu trong ly chậm rãi xoay tròn. Mười phút trước hắn đã cầm ly rượu này, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa uống xong, đơn giản là hắn đang chờ một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại đáng lý ra phải gọi đến từ mười phút trước. Cao thiếu gia, có biến cố gì sao? Kiều Đông Hải cuối cùng cũng mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, Cao Thiếu Gia, anh không phải đã nói muốn chúng tôi tập trung ở đây chờ tin tức tốt à? Diệp Thiếu Kiệt cũng mở miệng. Đừng nóng vội, không phải còn rất sớm sao? Tô Tiểu Sán hình như không thèm quan tâm đến điều này. Vẻ mặt Cao Danh Dương vẫn âm trầm, hắn không nói chuyện nhưng trong lòng đã xuất hiện một dự cảm bất an. Tiếng bước chân rồn dập từ bên ngoài truyền vào, Cao Danh Dương không khỏi nhíu mày. Hắn rất quen thuộc tiếng bước chân này, đây là ông chủ đêm giai nhân, là Trung Lực. "Cao thiếu gia, không xong rồi." Giọng nói của Trung Lực nhanh chóng vang lên trước cửa phòng VIP. "Có chuyện gì mà bối rối như vậy?" Cao danh Dương cảm thấy rất mất vui. "Có người phá quán." Trung Lực vội vàng nói. "Những chuyện phá rối thế này cũng tìm tôi sao?" Cao danh Dương có chút căm tức. Nuôi nhiều bảo vệ bất tài như vậy làm gì? "Cao thiếu gia, Đám bảo vệ đều đã bị tên kia đánh gục, bây giờ hắn đang đập phá, còn nói rõ muốn anh ra ngoài, nếu không sẽ phá nát đêm gia nhân. Giọng nói trung lực có mang theo chút kinh hoàng. Cái gì? Cao Danh Dương đột nhiên đứng lên. Mười mấy tên bảo vệ cũng bị đánh gục rồi sao? Đúng vậy, Cao thiếu gia, tiểu tử kia không phải là người, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh gục tất cả bảo vệ. Trung lực nói với vẻ mặt cầu xin đợi đến khi Cao Danh Dương xuống lầu một thì nơi đây đã là một đống bể bột, trên mặt đất là mười mấy tên bảo vệ đang nằm rên rỉ đau đớn, mỗi khi có tên nào định đứng lên thì sẽ có một món đổ nện lên người. Khoảnh khắc sau đã không còn tên nào dám động đậy, cứ nằm im như vậy. Âm, âm, những âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên, quầy thu ngân đã sớm bị đập nát bét, những bình hoa trang trí cũng tan tành. Chị Hinh, có vui không? Những giọng nói cười hì hì truyền vào tai đám người cao danh dương, Lúc này Cao Danh Dương nhìn lại mà vẻ mặt chợt biến đổi lớn. Lúc này vẻ mặt đám người Kiều Đông Hải đi ở sau lưng Cao Danh Dương cũng biến đổi, tuy đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đối phương, nhưng trước đó không lâu thì bọn họ đã từng xem qua tư liệu về người này, cũng xem qua tấm hình của người phụ nữ kia. Lúc này bọn họ chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra người kia là Hạ Thiên, là Hạ Thiên mà Cao Danh Dương muốn biến mất ngay trong đêm nay rõ ràng Hạ Thiên chẳng những không biến mất mà còn mang theo cả nữ nhân của mình tìm đến tận cửa. Tuy ông chủ của đêm gia nhân là Trung Lực, nhưng ai cũng biết Trung Lực chỉ là con rối. ông chủ chính thức của nơi đây chính là Cao Danh Dương, mà đây cũng là nơi mà Cao Danh Dương coi trọng nhất. Thú vị thật, Tôn Hinh Hinh vừa đập bể một bình hoa, vẻ mặt nàng đỏ hồng giống như rất vui sướng. Mỗi con người đều có một cảm giác phá hoại trời sinh, nhưng chẳng qua không biểu hiện ra mà thôi, bây giờ Tôn Hinh Hinh đang bùng phát cảm giác phát tiết trong lòng. Cũng vì như vậy mà những cảm giác sợ hãi khi bị bắt cóc trước đó đã không còn trong người Tôn Hinh Hinh, đây là hiệu quả mà Hạ Thiên mong muốn. Hạ Thiên cười hì hì, hắn chỉ tay vào Cao Danh Dương đang đứng ở phía xa, sau đó hắn nói ra một câu làm tất cả phải khiếp sợ. Cao Danh Dương, mày muốn chết thế nào? Chương 43, vẽ mặt. Lúc này hơn 10 giờ tối, là thời điểm mà đêm giai nhân có nhiều khách nhất. Những người đến đây chơi bởi phần lớn đều có máu mặt, nếu không có tiền thì cũng là có quyền, đám người đều có kiến thức rộng rãi, cơ bản đều biết Cao Danh Dương là ai. Vì vậy khi đám người nghe thấy Hạ Thiên nói ra những lời vừa rồi thì cực kỳ chấn động, người này rõ ràng muốn hỏi Cao Danh Dương muốn chết thế nào sao. Tuy vừa rồi bọn họ thấy rõ một mình Hạ Thiên đánh hơn chục tên bảo vệ, đánh các nhân viên kia nằm đầy đất, nhưng bọn họ cũng không tin Hạ Thiên có thực lực động đến Cao Danh Dương. Cao Danh Dương là ai? là một trong tứ thiếu gia Giang Hải đều có liên hệ với hai nhà Hắc Bạch, còn tiểu tử kia thì không ai nhận ra, rõ ràng không phải đại nhân vật. Hai người này có thể đánh đồng được sao? Hạ Thiên nếu biết được ý nghĩ của những người kia thì sẽ tán thành ngay, không sai. Cao Danh Dương có thể đánh đồng với hắn sao? Lầu một của đêm gia nhân bây giờ cực kỳ yên tĩnh, không biết là kẻ nào đã tắt nhạc, mà mọi người cũng đang nhìn Cao Danh Dương, bọn họ muốn biết Cao Danh Dương có phản ứng gì. Hạ Thiên mày muốn gì cao danh dương dùng giọng nhàn nhạt hỏi giọng điệu rất bình thản hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người cao thiếu ra có phản ứng như vậy sao đáng lý ra cao danh dương phải phất tay sau đó sẽ xuất hiện một đám thanh niên áo đen tiến ra đánh cho tên tiểu tử bất kính kia một trận nên thân sau đó ném ra khỏi hộp đêm mới đúng kẻ có ý với vợ tao thì chỉ có hai kết quả hạ thiên dùng tay kéo tôn hinh hinh một là trở thành người chết hai là biến thành thái giám nhưng tối nay tâm tình của tao không tốt vì vậy tao không cho mày cơ hội lựa chọn tao sẽ quyết định thay cho mày sẽ cho mày trở thành người chết hạ thiên có vẻ rất hời hợt hoàn toàn không phối hợp với nội dung lời nói hạ thiên mày muốn giết tao sao cao danh dương nở nụ cười chẳng lẽ mày không biết giết người làm phạm pháp à bốp đáp lại câu hỏi của cao danh dương là một cái tát vang dội hạ thiên quỷ dị xuất hiện trước mặt đối phương hắn vung tay để lại dấu ấn năm ngón tay đỏ tươi trên mặt đối phương tất cả mọi người lại khiếp sợ người nào cũng nhìn dấu bàn tay trên mặt cao danh dương điều này thế đạo từ khi nào điên cuồng như vậy rồi có người dám tát vào mặt cao danh dương sao cao danh dương vuốt gò má đau rát khoảnh khắc này hắn cảm thấy rất khó tin hắn bị đánh không ngờ lại bị đánh bị đối phương cho một tát trước mặt biết bao nhiêu người nổi giận thật sự nổi giận Cao Danh Dương chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên thiêu đốt trong lồng ngực, hắn muốn xé xác tên khốn nạn kia ra thành ngàn mảnh, hắn muốn cho Hạ Thiên nếm đủ thập đại cực hình của thời Mãn Thanh. "Lên, lên hết cho tao." Cao Danh Dương hổn hển giống lên, hắn còn chưa nói dứt lời thì trước mắt đã lóe lên ánh sao. Bốp, lại một âm thanh trong trẻo vang lên, bên mặt còn lại của Cao Danh Dương cũng xuất hiện dấu bàn tay đỏ tươi. "Mày có biết giết người là phạm pháp không?" Bốp mày giết người còn ít sao bốp mày cho rằng mình là đệ nhất thiếu gia ở giang hải à con bà nó dám bắt cóc nữ nhân của tao sao mày có biết ông là ai không ông mày đây là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong đệ nhất thiên hạ có biết vì sao tao có cái tên này không tao nói cho mày biết ý nghĩa là dù xuân hạ thu đông thì tao vẫn là đệ nhất thiên hạ mày có biết tao định đánh chết mày thế nào không tao muốn tát cho mày chết bốp, bốp, bốp. Mỗi khi Hạ Thiên nói ra một câu thì lại cho Cao Danh Dương một bạt tai, bốn phía cực kỳ tĩnh lặng, không kẻ nào dám tiến lên, bảo vệ đã nằm hết trên mặt đất, còn ai dám lên? Tất cả mọi người chỉ còn biết nhìn gương mặt anh tuấn của Cao Danh Dương dần thay đổi, mặt sưng to như đầu heo, còn tràn đầy máu tươi, răng cũng mất đi vài cái. Tứ thiếu gia Giang Hải chó má, dám trêu chọc tao, lúc này tao sẽ cho mày biến thành ngũ thiếu gia Giang Hải mày biết cái gì là ngũ thiếu không đó chính là thiếu đi tay chân và đầu hạ thiên lại đưa tay muốn tát cao danh dương nhưng đúng lúc này thì sau lươn vang lên tiếng kêu quen thuộc dừng tay hạ thiên quay đầu hắn nhìn thấy cảnh sát tỉ tỉ đang đứng cách đó không xa vì vậy mà vẫy vẫy tay cười hì hì nói cảnh sát tỉ tỉ chị đến đây tìm tôi đã đồng ý làm vợ tôi rồi sao lưu manh đáng chết cậu câm miệng lại cho tôi lãnh băng băng chừng mắt nhìn hạ thiên trong lòng thầm mắng đối phương một ngàn lần, tên khốn này đúng là đáng chết, vì sao mỗi lần gặp mặt đều nói ra một câu như vậy. Lãnh băng băng quét mắt nhìn khắp bốn phía mà không khỏi nhíu mày. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Lãnh, đội trưởng lãnh, tôi báo án, có người muốn giết tôi. Một âm thanh mơ hồ chợt vang lên. Đội trưởng lãnh, tôi là Cao Danh Dương. Trong giọng nói của Cao Danh Dương có mang theo vài phần bi phẫn, ánh mắt nhìn về phía hạ thiên tràn đầy cừu hận. Cái gì? Anh nói mình là ai? Lãnh Băng Băng nghe không rõ ràng, cũng có thể là khó thể tin. "Đội trưởng Lãnh, đây là cao thiếu gia, cao danh Dương." Kiều Đông Hải cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Lúc này Lãnh Băng Băng chợt ngây dại, tên đầu heo này là cao danh Dương sao? Là một cao danh Dương hào hoa phong nhã sao? Không chỉ Lãnh Băng Băng cảm thấy khó tin, thậm chí đội cảnh sát hình sự theo chân nàng vào đây cũng khó thể tin kẻ nào có thể ngờ một người đường đường là tứ thiếu ra giang hải lại bị đánh thành bộ dạng như vậy hạ thiên là cậu đánh người có phải không lãnh băng băng lúc này mới có phản ứng nàng quay đầu hỏi không sai hạ thiên sảng khoái thừa nhận có quá nhiều người nhìn thấy không thừa nhận cũng không được cậu thừa nhận là tốt đi với tôi về đồn một chuyến lãnh băng băng rất hài lòng vì câu trả lời thuyết phục của hạ thiên sau đó nàng vung tay lên người đâu áp tải cậu ta về đội trưởng để tôi để tôi lý bình trước đó đã có quan hệ với hạ thiên trật sung phong tiến lên nhận việc hạ thiên đi thôi tôi có xe không đợi hạ thiên đáp lời lý bình đã hạ giọng nói hạ thiên đi trước rồi nói sau đừng lo lắng tôi sẽ giúp cậu cảm ơn lý đại ca hạ thiên cười cười hắn kéo theo tôn hinh hinh rồi đi ra khỏi cửa đêm giai nhân mọi người cực kỳ thất vọng cứ như vậy mà kết thúc sao bọn họ còn muốn được xem kịch hay nhưng khi mọi người đang thất vọng thì hạ thiên đi đến cửa chợt khựng lại hắn xoay người nhìn về phía cao danh dương ở phương xa rồi nói đúng rồi cao danh dương đã nói cho mày biết tao là thầy tướng số chưa nhỉ khi tao đánh mày thì cũng đã xem qua theo tính toán của tao thì ôi rào không xong mày không sống quá ba ngày vì vậy có gì ngon mày nên cố gắng ăn nhiều vào cũng thuận tiện tìm người lo hậu sự mọi người trở nên cực kỳ sợ hãi uy hiếp đây là uy hiếp trắng trợn ôi bây giờ cũng muộn rồi đến đồn công an ngủ một giấc khoảnh khắc khi hạ thiên xoay người thì búng ngón trỏ một luồng khí lạnh phóng về phía cao danh dương sau đó chui vào trong cơ thể đối phương mà khoảnh khắc này cao danh dương đang cực kỳ tức giận cũng không cảm giác được thân thể mình có gì đó không đúng hắn vẫn dùng ánh mắt hung hăng nhìn vào bóng lưng của hạ thiên kế hoạch tiếp theo của hắn chính là tống hạ thiên vào ngục để đối phương chọn đời ở trong song sắt nhà giam. Ai là ông chủ nơi đây? Lãnh Băng băng quét ánh mắt nhìn hiện trường rối loạn, nàng nhíu mày hỏi. "Đội trưởng Lãnh, là tôi, tôi là trung lực, là giám đốc hộp đêm đêm gia nhân." Trung lực vội vàng tiến lên nói. "Trước tiên anh nói rõ sự việc xảy ra ở đây cho tôi." Lãnh Băng băng nói, nàng còn chưa biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, thực tế chỉ nhận được một cuộc điện thoại của cục trưởng mà thôi. Vâng. Trung lực gật đầu, ngay sau đó nói rõ sự việc. Anh nói những người đang nằm đây đều bị Hạ Thiên đánh đập, những thứ này đều là Hạ Thiên đập bể sao. Dù lãnh băng băng biết Hạ Thiên không an phận nhưng nghe xong cũng cảm thấy quái lạ. Cao thiếu gia, cao thiếu gia, anh làm sao vậy? Một giọng nói kinh hoàng chợt vang lên bên tai lãnh băng băng. Lãnh băng băng quay đầu thì nhìn thấy Cao Danh Dương đang nằm trong lòng một cô gái, đã bất tỉnh. Mau, mau đưa đến bệnh viện. Lãnh băng băng vội vàng ra lệnh. Hai người đi cùng đến bệnh viện, những người khác ở lại đây lấy ghi chép. Cao danh dương đột nhiên hôn mê làm cho hiện trường rối loạn, hầu như người nào cũng nhớ đến câu nói trước đó của Hạ Thiên, vì vậy cảm thấy không rét mà run. Chẳng lẽ Hạ Thiên là thầy tướng số, Cao Thiếu ra thật sự không sống quá ba ngày. Tối hôm nay là một đêm mất ngủ với khá nhiều người. Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Giang Hải Cao Nhân đang nghe một vị cán bộ nữ tính cấp dưới báo cáo, cũng đang chuẩn bị tiến thêm một bước trong công tác trao đổi tình huống thì nhận được điện thoại của thư ký. Sau đó lão lập tức vứt bỏ công tác, vội vàng chạy đến bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải. Viện trưởng bệnh viện phụ nhất Hà Minh Chính đang ôm vợ ngủ êm ấm cũng bị một cuộc điện thoại làm cho bừng tỉnh, sau đó lão vội vàng rời khỏi giường và chạy đến bệnh viện. Mà Cục trưởng Cục Công an Hoàng Hải Đào cũng phải tự mình xuất mã, tối đó kinh động rất nhiều người. Mà hạ thiên kẻ khởi sướng ra tất cả lại thoải mái trải qua đêm nay, tuy hắn chờ ở đội cảnh sát hình sự cả đêm nhưng cũng không phải ở phòng thẩm vấn. Lý Bình cho hạ thiên mộ phòng nghỉ ngơi, sau đó hạ thiên vào phòng ôm tôn hinh hinh ngủ một đêm. Tất nhiên hắn cũng không làm gì tôn hinh hinh, chẳng qua chỉ thí nghiệm sự co giãn ở một vài bộ phận nào đó của đối phương mà thôi. Sáng sớm, khi hạ thiên thức dậy thì lãnh băng băng cả đêm không ngủ đã quay về đội cảnh sát hình sự, cùng quay về còn có cả cục trưởng Hoàng Hải Đào. Cuối cùng Hạ Thiên cũng bị đưa đến phòng thẩm vấn, lần này chính cục trưởng Hoàng Hải Đào tự mình thẩm vấn, Lãnh Băng Băng chỉ đứng ở bên cạnh làm trợ thủ. "Hạ Thiên, cậu làm gì với Cao Danh Dương?" Hoàng Hải Đào nói thẳng vào chủ đề. "Không có gì, chỉ đánh hắn 18 bạt tai." Hạ Thiên ngáp một cái, bộ dạng còn có vẻ chưa tỉnh ngủ. "Cục trưởng Hoàng, con của ông đã hết bệnh tâm thần chưa?" "Ừm." Um, Hoàng Hải Đào vỗ bàn. Hạ Thiên, cậu thành thật cho tôi, nói mau, cậu làm gì để Cao Danh Dương phải hôn mê bất tỉnh? Cao Danh Dương hôn mê bất tỉnh sao? Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Sao tôi không biết? chương 44, thẩm vấn. Cậu không biết sao, cậu không biết thì cũng không quan trọng. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, Cao Danh Dương bị cậu đánh cho hôn mê bất tỉnh. Nếu cậu ta xảy ra chuyện không may thì cậu sẽ bị khép tổ cố ý giết người hoàng hải đào tức giận quát nói thật còn được khoan hồng tốt nhất nên khai báo thành thật cục trưởng hoàng sao ông có thể là cục trưởng được nhỉ dù cao danh dương thật sự bị tôi đánh chết cũng chỉ là cố ý gây thương tích chết người ông có vẻ thiếu kiến thức pháp luật hạ thiên ra vẻ rất kỳ quái đúng rồi nói đi cũng phải nói lại đứa con tâm thần của ông đã đưa vào bệnh viện tâm thần chưa ông phải cẩn thận đấy lần sau sợ rằng anh ta sẽ cầm súng xử lý ông im miệng Hoàng Hải Đào cực kỳ tức tối, lão vỗ bàn. Hạ Thiên, cậu đã hiểu pháp luật thì nên biết hậu quả của sự việc lần này. Tất nhiên tôi hiểu pháp luật, ông theo luật của tôi thì tôi cũng theo luật của ông, các ông tìm bác sĩ giám định nào cũng được. Dù sao cũng chứng minh bàn tay tôi không đánh cho Cao Danh Dương phải hôn mê bất tỉnh. Tối đa tôi cũng chỉ bị giam 10 ngày là cùng, chẳng có quái gì cả. Hạ Thiên nhìn lãnh băng băng. Này, cảnh sát tỉ tỉ, chỉ có vẻ rất mệt mỏi, để tôi đến mát xa cho, đảm bảo sẽ không còn mệt mỏi. Nếu cậu có thể khai báo nhanh chóng thì tôi có thể đi ngủ ngay lập tức. Lãnh băng băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Không phải tôi đã thừa nhận mình có đánh người rồi sao? Hạ Thiên cảm thấy mình rất oan uổng, hắn phối hợp như vậy mà còn bị tình nghi, đúng là chán nản. Tối qua khi cậu rời khỏi hộp đêm đêm gia nhân thì có nói Cao Danh Dương sẽ không sống quá ba ngày, cậu có ý gì? Lãnh băng băng hỏi không có ý gì cả, chỉ xem bệnh cho đối phương mà thôi. Hạ thiên gục xuống bàn, hắn lười biếng trả lời. Cậu chăm chú một chút. Hoàng Hải đào giống lên với Hạ Thiên. Ngồi thẳng, cách xa bàn một chút. Hoàng Hải đào tức giận cũng có nguyên nhân, vì trước đó lão ở cục công an đã bị phó chủ tịch cao mắng như thắt nước, bây giờ tất nhiên phải chút giận lên đầu Hạ Thiên. Nhưng lúc này Hoàng Hải đào đã tìm sai đối tượng, Hạ Thiên quá thành thật, chủ yếu là vì lãnh băng băng mà không phải lão, mà hạ thiên nể mặt lãnh băng băng chứ không nể mặt hoàng hải đào tôi không ngồi thẳng ông làm gì được tôi hạ thiên trừng mắt đừng tưởng rằng mình là cục trưởng cục công an thì ngon cao danh dương cũng cho rằng mình rất giỏi bây giờ không phải đang nằm trong bệnh viện à cậu cậu uy hiếp tôi sao hoàng hải đào tức giận đến mức run rẩy lão đường đường là cục trưởng cục công an không ngờ lại bị người ta uy hiếp ông còn không đáng để tôi uy hiếp hạ thiên bĩu môi nếu không phải nể mặt cảnh sát tỷ tỷ thì tôi đã đánh ông từ lâu rồi. Cậu! Hoàng Hải Đào tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, tôi nói cho cậu biết, lần này dù là kiều tiểu kiều cũng đừng hòng cứu được cậu. Hoàng Hải Đào quay đầu nhìn lãnh băng băng. Thẩm vấn, tiếp tục thẩm vấn, thẩm vấn đến khi nào rõ ràng mới thôi. Hoàng Hải Đào nói xong những lời này thì tức giận bỏ đi. Đúng là quá tốt, cảnh sát tỷ tỷ, Bây giờ cả thế giới chỉ có hai chúng ta. Hạ Thiên ra vẻ rất vui sướng. Nhưng vài cảnh sát ở bên ngoài nhìn vào phòng thẩm vấn cũng không biết nói gì, người này đúng là một nhân tài, tình cảnh như vậy còn so sánh là thế giới của riêng hai người. Chỉ có quỷ mới muốn cùng cậu ở trong một thế giới, cậu tự mình ngồi đợi ở đây đi. Lãnh Băng Băng cũng thở phì phò đi ra khỏi phòng thẩm vấn, để lại một mình Hạ Thiên ở bên trong. Nhiên Lãnh Băng Băng lại tiến vào một phòng thẩm vấn khác người đang ngồi bên trong chính là Tôn Hinh Hinh. Lãnh băng băng ý thức được Hạ Thiên là người khó đối phó, vì vậy quyết định chuyển hướng sang Tôn Hinh Hinh. Nàng biết rõ Tôn Hinh Hinh chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa, đến phỏng vấn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy tối qua Tôn Hinh Hinh không đánh người nhưng căn cứ vào lời khai của người trong hộp đêm, Tôn Hinh Hinh cũng đập phá đồ đạc, như vậy cũng có thể bị ép vào tội phá hoại tài sản công dân. Rõ ràng bước đi này của lãnh băng băng khá đúng đắn, dưới thủ đoạn phỏng vấn của nàng thì tôn hình hình khai ra rất nhiều, nhưng lãnh băng băng lại phát hiện ra sự việc ngày càng phức tạp. Tôn hình hình nói tối qua mình bị bắt cóc, thiếu chút nữa đã bị hiếp dâm, sau đó Hạ Thiên kịp thời phóng đến cứu mạng, hơn nữa còn từ miệng tên sát thủ dùng súng mà biết được người đứng phía sau chính là Cao Danh Dương, vì thế mà Hạ Thiên mới đến đêm gia nhân đập phá đổ đạc cho Hạ giận. Trước đó lãnh băng băng cũng không hiểu vì sao Hạ Thiên lại chạy đến đêm gia nhân, sau đó còn đánh Cao Danh Dương thành đầu heo. Bây giờ nàng đã hiểu, thì ra có một mối quan hệ nhân quả như vậy. Dù đây chỉ là lời nói một phía của Tôn Hinh Hinh nhưng Lãnh Băng Băng vẫn tin là thật. Thực tế thì Lãnh Băng Băng cũng biết rõ về Cao Danh Dương, người này làm rất nhiều chuyện xấu xa, trước đó vẫn muốn bắt đối phương nhưng không tìm được chứng cứ. Hơn nữa bối cảnh của Cao Danh Dương cũng rất cứng nhắc, nếu không có chứng cứ xác thực thì căn bản chẳng làm gì được. Nếu xét từ tận đáy lòng thì Lãnh Băng Băng rất chán ghét Cao Danh Dương. Tối qua khi nhìn thấy Cao Danh Dương bị đánh thành đầu heo thì thiếu chút nữa đã bật cười. Lúc đó trong lòng nàng chợt sinh ra một cảm giác, thậm chí khoảnh khắc đó đã có chút cảm tình với Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng đang muốn phái người đến tòa nhà Lạn Vĩ lâu để điều tra thì lại nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Sáng hôm nay có người phát hiện ra ba cổ thi thể, đã sớm báo cảnh sát, bây giờ phụ trách vụ án đó chính là tổ trọng án đội cảnh sát hình sự số 1. Vì vậy Lãnh Băng Băng tiếp tục giữ Hạ Thiên ở lại phòng thẩm vấn mà nàng cũng đến đội trọng án tìm gặp tổ trưởng tổ trọng án cắt lỗi, là một cảnh sát hình sự hơn 40. Đội trưởng lãnh, làm gió nào thổi cô sang bên này vậy? Khi nhìn thấy lãnh băng băng thì cắt lỗi rất kinh ngạc, tuy cũng thuộc cảnh sát hình sự giang hải nhưng giữa hai bên rất ít khi đụng mặt, cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Tổ trưởng cát, tôi đến vì vụ án ba thi thể phát hiện ở Lạn Vĩ Lâu. Lãnh băng băng làm việc rất dứt khoát, nàng nói thẳng ra ý nghĩ của mình, sau đó còn giới thiệu sơ lược tình huống. Cát lỗi không khỏi lắp bắp kinh hoàng. Vụ án này có liên quan gì đến vụ án ở đêm giai nhân sao? Tuy đám người cắt lỗi không nhúng tay vào vụ cao danh dương, nhưng sự việc đã làm cho Cục trưởng Cục Công an Hoàng Hải Đào phải tự mình xuất mã, tất nhiên bọn họ cũng biết tin. Bây giờ còn chưa xác định là bọn họ làm, Tôn Hình Hình cũng không nói đám người kia đã chết. Thế này đi, Tổ trưởng Cát, anh đưa hình bọn họ cho tôi, tôi sẽ đưa cho Tôn Hình Hình phân biệt. Lãnh băng băng suy nghĩ một chút rồi nói. Đội trưởng lãnh, tôi cùng đi với cô, nếu ba người này thật sự là kẻ cướp con tin, tôn hình hình là người bị hại, như vậy vụ án bên này có thể kết thúc. Cát lỗi đề nghị. Không có gì. Lãnh băng băng đáp ứng rất sảng khoái. Vài phút sau lãnh băng băng và cát lỗi cùng nhau đến phòng thẩm vấn. Tôn Hinh hình, trong đây có vài tấm ảnh, chị xem có nhận ra tên cướp nào không? Lãnh băng băng lấy ra một chồng ảnh đưa cho tôn hình hình. Tôn Hình Hình nhanh chóng rút ra ba tấm hình. Người này, người này và người này. Cát lỗi có chút kích động. Tôn Hình Hình, cô xác nhận là bọn họ sao? Đúng vậy, người này đeo hoa tai, tôi thấy rất rõ. À, người này có một vết dao trên trán, còn người này, hắn là người giết chết người có vết sẹo kia, vì vậy ấn tượng của tôi về hắn cũng rất sâu sắc. Tôn Hình Hình gật đầu khẳng định. Cô nói là, người này giết chết người này sao? Cát lỗi có chút buồn bực. Đám người này có tranh chấp gì sao? Tôi cũng không rõ. Tôn Hình Hình lắc đầu, nàng quả thật rất khó hiểu, tối qua nàng giống như lọt vào sương mù. Khi chị và Hạ Thiên bỏ đi thì hai người này còn sống không? Lãnh băng băng ở bên cạnh hỏi một câu. Có lẽ vẫn còn sống, vì lúc đấy tôi rất sợ, vì thế cũng không thể xác định rõ ràng. Tôn Hình Hình cũng không thể nói ra lời khẳng định. Đội trưởng lãnh, căn cứ vào báo cáo pháp y thì hai người này chết vào lúc 2 giờ sáng lúc đó hạ thiên và tôn hinh hinh đều đang ở đây cho nên tôi khẳng định không liên quan gì đến bọn họ cát lỗi khẽ nói như vậy sao lãnh băng băng nhíu mày có báo cáo pháp y như vậy thì hạ thiên và tôn hinh hinh quả thật có thể thoát khỏi liên quan tất nhiên dù hai người không tránh khỏi liên quan cũng được coi là phòng vệ cảnh sát lãnh tôi có thể quay về chưa tôn hinh hinh dùng giọng có chút bất an nói à làm xong thủ tục thì có thể ra về lãnh băng băng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu còn hạ thiên thì sao tôn hình hình hỏi thêm một câu hạ thiên tạm thời không thể được về lãnh băng băng lắc đầu chị về trước đi hạ thiên không thể về ngay được cái gì tôn hình hình trở nên kinh hãi cảnh sát lãnh chị chị nói vậy là có ý gì hạ thiên cậu ta sẽ phải ngồi tù sao có ngồi tù hay không thì tòa án sẽ quyết định lãnh băng băng đứng lên cô ở đây chờ một chút tôi sẽ cho người đến làm thủ tục lãnh băng băng và cắt lỗi bỏ đi rất nhanh chỉ còn lại một mình tôn hình hình ngồi trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt bất an mà lúc này lãnh băng băng lại tiến vào phòng ngồi đối diện với hạ thiên tôn hình hình đã khai báo rồi anh giết ba tên cướp có đúng không lãnh băng băng dùng giọng nhàn nhạt hỏi cảnh sát tỉ tỉ cũng đừng gạt người hạ thiên cười hì hì Tôn Hinh Hinh nói gì hắn biết rất rõ, hắn đã sớm nói cho Tôn Hinh Hinh biết thấy gì nên nói như vậy, vì hắn cảm thấy nàng không phải người thích nói dối, để nàng nói dối không bằng cho nói thật. Vấn đề chính là Tôn Hinh Hinh nhìn thấy sự thật mà cũng không phải là toàn bộ, những điểm mấu chốt nàng không thể nhìn ra được, vì thế mà Hạ Thiên sẽ không có gì cần lo lắng. Cậu xác định cao danh Dương nhất định sẽ chết sao? Lãnh Băng Băng cảm thấy vấn đề này quá khủng bố. Tôi là một thầy tướng số nói rất chuẩn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi sẽ xem số mệnh cho chị. À, để tôi tính, ôi ra, chúc mừng cảnh sát tỷ tỷ, chị sẽ nhanh chóng có chồng, người đó tên là Hạ Thiên, mà chị cũng sẽ có con trai, tên là Hạ Lãnh. Cậu? Lãnh Băng Băng tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu, người này đúng là quá đáng. Lãnh Băng Băng đang định nổi giận thì cửa phòng thẩm vấn chợt mở ra, một người đàn ông cao lớn đi vào. Sau lưng lão là Hoàng Hải Đào với vẻ mặt cung kính. Chương 45, chủ tịch đích thân đi đến. "Chào chủ tịch cao." Khi nhìn thấy người đàn ông cao to thì Lãnh Băng Băng vội vàng đứng lên chào hỏi. "Băng Băng, cô ra ngoài trước đi." Hoàng Hải Đào khoát tay nói. "Vâng, cục trưởng." Lãnh Băng Băng lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn. Hoàng Hải Đào đóng cửa lại, lão lại tắt camera giám sát, sau đó cung kính nói với người đàn ông cao to chủ tịch cao có thể bắt đầu được rồi hoàng hải đào ngẩng đầu nhìn hạ thiên rồi lập tức ra vẻ uy nghiêm hạ thiên đây là chủ tịch cao khối chính quyền thành phố anh ấy có vài vấn đề cần hỏi cậu cậu cần phải trả lời thành thật hạ thiên dùng ánh mắt khá hứng thú nhìn chủ tịch cao đánh con thì cha lập tức ra mặt nhưng ông đến quá sớm chẳng lẽ bệnh tình của cao danh dương chuyển biến xấu sắp thăng thiên rồi sao hạ thiên cậu có thái độ gì vậy cậu dám nói như vậy sao hoàng hải đào quát lớn này chủ tịch cao tôi thấy có nên cho người này ra ngoài không ồn ào quá hạ thiên không quan tâm đến hoàng hải đào hắn chỉ nhìn chủ tịch cao rồi cười hì hì hạ thiên cậu thành thật một chút cho tôi hoàng hải đào lại gầm lên trước mặt chủ tịch thì lão không thể hạ thấp uy phong của mình đồng chí hoàng hải đào anh ra ngoài trước đi chủ tịch cao cuối cùng cũng mở miệng Hoàng Hải Đào chợt ngạc nhiên, sau đó lão đành phải gật đầu nói: "Vâng, chủ tịch Cao." Hoàng Hải Đào dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó mở cửa ra ngoài, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hạ Thiên và chủ tịch Cao. Chủ tịch Cao nhìn Hạ Thiên, hai mắt lợi hại có thần, trên người bùng ra khí thế của thượng giả. Nếu lão ngồi trước mặt một người dân tầm thường thì sợ rằng đối phương đã sớm bị quan uy làm cho hoảng sợ, nhưng đáng tiếc là lão ngồi ở trước mặt Hạ Thiên hạ thiên là người sống lâu năm trên núi căn bản không có quan điểm gì với quan viên hơn nữa ba vị sư phụ lại nói đám người này không có gì phải sợ hạ thiên cảm thấy mình lợi hại hơn ba vị sư phụ như vậy có quái gì phải sợ không cần quan tâm đối phương là chủ tịch gì trong mắt hạ thiên thì cũng chẳng khác gì người thường chỉ cần không vừa mắt thì phải đánh ngay hạ thiên tôi là cao nhân hiên cao danh dương là con trai độc nhất của tôi chủ tịch cao cuối cùng cũng mở miệng Hôm nay tôi đến đây không phải dùng thân phận chủ tịch để nói chuyện với cậu, tôi dùng thân phận một người cha đến thương lượng với cậu một chuyện. Thương lượng cái gì?" Hạ Thiên hỏi bằng giọng chẳng thèm đếm xỉa. Trong lòng Cao Nhân Hiên chợt bùng lên lửa giận, dù lão là phó chủ tịch thường vụ thành phố Giang Hải nhưng phía trên còn có chủ tịch và bí thư thị ủy. Giang Hải lại chính là tỉnh thành, bên trên còn có một loạt quan lớn cấp tỉnh, dù xét theo cấp bậc gì cũng cao hơn hẳn. Nhưng thực tế dù là bí thư nhìn thấy cao nhân hiên cũng phải khách khí cũng sẽ không thể không nể mặt nhưng bây giờ một tiểu tử không có bối cảnh gì lại dám bày tỏ thái độ như vậy với lão nhưng khi cao nhân hiên nghĩ đến đứa con đang bất tỉnh trong bệnh viện nghĩ đến đám chuyên gia đã bó tay thì cuối cùng cũng phải nhịn cơn tức lão có thể leo lên vị trí ngày hôm nay thì tâm tính đã được rèn luyện cực kỳ xuất sắc hạ thiên nói trắng ra dù chúng tôi không có chứng cứ nhưng ai cũng biết rõ danh dương hôn mê là do cậu tạo nên tôi không biết cậu dùng phương pháp gì, tôi chỉ cần cậu có thể giúp danh dương tỉnh lại. Nếu cậu đồng ý thì tôi bảo đảm sẽ cho cậu rời khỏi cục cảnh sát, tất cả mọi chuyện đều xí xóa. Cao Nhân Hiên cũng không lòng vòng, lão cũng không muốn lãng phí thời gian. Đám chuyên gia phế vật bên bệnh viện đã nói rất rõ, tình huống của Cao Danh Dương đang dần chuyển biến xấu, không biết có thể duy trì được bao lâu. Chủ tịch Cao, lời này của ông không được chuyên nghiệp. Hạ Thiên lắc đầu, có câu nói, Diêm Vương muốn người chết vào canh ba, nếu ai dám ở lại đến canh năm thì sẽ là thầy tướng số vĩ đại. Tôi không dám cãi mệnh trời, cũng không có năng lực, con của ông phải chết là chuyện không thể thay đổi được. Vẻ mặt cao nhân hiên lập tức trở nên tái nhợt, lão tức giận đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi xuống ngay, trong mắt lão bắn ra hai luồng tinh quang. Cậu nhất định muốn danh dương phải chết sao? Chủ tịch cao, không phải tôi muốn anh ta chết, trời muốn anh ta chết. Hạ thiên cười hì hì nói. Con của ông làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ báo ứng đã đến. Xem ra hôm nay tôi căn bản không nên đến đây, cậu cũng căn bản không có thành ý muốn hợp tác. Cao Nhân Hiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. "Người thanh niên, làm người nên chừa ra một đường để sau này còn gặp mặt nhau, cũng không nên quá tuyệt tình." "Chủ tịch Cao, thật ra sau này tôi cũng không muốn gặp mặt ông." Hạ Thiên cười hì hì nói. "Xem ra chúng ta không còn gì để bàn." Cao Nhân Hiên đứng lên, lửa giận trong lòng đã bùng cháu. Hạ Thiên, cậu sẽ hối hận. Trong lòng Cao Nhân Hiên cực kỳ tức giận nhưng khi đi ra ngoài phòng thẩm vấn thì rất tươi cười. Chủ tịch Cao, Hoàng Hải đào tiến lên đón chào. Thả cậu ta ra. Cao Nhân Hiên vừa cười vừa nói. Chủ tịch Cao, đã bàn xong rồi sao? Hoàng Hải Đào có chút kinh ngạc, lão cũng có chút bội phục, đúng là chủ tịch, vừa xuất quân đã có kết quả, những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Cao Nhân Hiên có chút mất vui. Tôi còn nhiều việc phải làm, sau đó nên làm thế nào thì không cần tôi phải dậy đấy chứ. Vâng, Chủ tịch Cao, tôi nhất định sẽ làm tốt. Hoàng Hải Đào liên tục gật đầu. Cao Nhân Hiên rời khỏi cục cảnh sát chưa được 5 phút thì Hạ Thiên đã thoải mái rời khỏi phòng thẩm vấn. Hoàng Hải Đào nói hắn có thể rời khỏi nơi đây, chuyện đánh người không tiếp tục truy cứu, còn những vật bị hư hao ở đêm giai nhân, hạ thiên phải thương lượng bồi thường cho ông chủ đêm giai nhân hạ thiên cậu không sao đấy chứ tôn hình hình thấy hạ thiên thì vội vàng tiến lên chào đón nàng chụp lấy tay đối phương ân cần hỏi thăm tuy trước đó lãnh băng băng đã nói nàng có thể rời khỏi nơi đây nhưng nàng vẫn ngồi lại chờ tin của hạ thiên không có gì hạ thiên cười hì hì hắn kéo bàn tay mềm mại của tôn hình, hình rất tự nhiên chị hinh chúng ta về thôi ừ trên mặt tôn hình hình lộ ra nụ cười hân hoan. Hạ thiên kéo tôn hình hình ra khỏi cửa, sau đó còn xoay người lại cười hì hì với lãnh băng băng. Cảnh sát tỉ tỉ, mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm chị. Lãnh băng băng không thèm để ý mà đám cảnh sát ở bên cạnh cũng không dám nói gì, đối phương coi đây là nhà nghỉ sao. Tòa nhà họ Kiều. Tiểu Kiều, cũng là em hiểu rõ đại ca, đám người kia đều nói anh không hiểu rượu, thật ra bọn họ không biết anh thích nhất là rượu đế cao độ kiều đông hải đổ một ly rượu vào họng trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn đại ca rượu đã uống có gì cứ nói kiều tiểu kiều cười nhạt một tiếng nói tiểu kiều tối qua có chuyện xả ra ở đêm giai nhân chẳng lẽ em không biết sao kiều đông hải cảm thấy có chút nghi hoặc tuy em không biết nhiều tin tức nhưng đó là chuyện lớn tất nhiên em cũng có biết kiều tiểu kiều nói nếu đã biết rõ sao em không có phản ứng kiều đông hải lại càng nghi hoặc đại ca cảm thấy em nên có phản ứng gì kiều tiểu kiều cười cười em phải tìm cao nhân hiên để lão bỏ qua cho chồng hay làm đại ca để anh ra mặt tìm cao ra hay để chủ tịch kiều ra mặt hỗ trợ kiều đông hải nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của kiều tiểu kiều vì vậy hắn không khỏi ngượng ngùng tiểu kiều anh chỉ thấy em có cảm tình rất tốt với hạ thiên ít nhất cũng phải có chút quan tâm chứ ý anh là em và anh ta không có tình cảm Em chỉ vì được anh ấy cứu một mạng, cho nên không thể không đồng ý gả cho đối phương sao?" Kiều Tiểu Kiều khẽ thở dài. "Đại ca, nếu nói thật lòng thì trong toàn Kiều gia, anh là một người trong số ít người em có cảm tình, nhưng đáng tiếc, dù là anh hay những thành viên khác của Kiều gia cũng không hiểu em." "Điều này, Tiểu Kiều, em nên biết mình là thiên tài, em có chỉ số thông minh rất cao, người làm đại ca như anh cũng không quá giỏi, tất nhiên sẽ không thể hiểu rõ về em." Kiều Đông Hải xấu hổ cười nói. Em mặc kệ Hạ Thiên vì biết rõ dù ra mặt cũng không có hiệu quả, không có sự giúp đỡ của Kiều ra thì em chỉ là một Kiều Tiểu Kiều kiếm tiền mà thôi. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Đúng rồi, đại ca, em vừa nhận được tin Hạ Thiên đã rời khỏi cục công an, nghe nói đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Cao Nhân Hiên. À, Tiểu Kiều, em biết tin nhanh vậy sao? Kiều Đông Hải rõ ràng cũng biết điều này. Đại ca, anh cho rằng chồng em bị chủ tịch cao tạo ra áp lực ép phải cứu mạng cao danh dương có phải không kiều tiểu kiều trượt duỗi lưng tư thế rất đẹp chẳng lẽ không phải sao vẻ mặt kiều đông hải chợt biến đổi tất nhiên là không em nghĩ rằng cao nhân hiên không có cách nào khuất phục chồng em vì vậy mới cố ý thả ra khỏi cục công an vì chỉ như vậy thì lão mới sử dụng được thủ đoạn của mình nếu chồng em còn ở trong cục công an thì cao nhân hiên khó thể ra tay được kiều tiểu kiều ra vẻ giống như đã tính trước được mọi thứ đại ca nếu như anh không nghĩ cao nhân hiên vì mất con sẽ hận kiều ra tốt nhất lập tức thông báo cho lão biết để hủy bỏ kế hoạch nếu không con trai của lão sẽ chết chắc tiểu kiều em nói thật sao vẻ mặt kiều đông hải cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc nếu muốn cao danh dương sống thì chỉ có cách làm chồng em thay đổi ý kiến kiều tiểu kiều cười cười mà trên đời này để cho chồng em thay đổi ý kiến chỉ có một nửa mà thôi chỉ có một nửa là sao kiều đông hải có chút mơ hồ không sai có một người có thể nói gì cũng làm chồng em nghe theo dù là thế nào cũng như vậy nhưng nếu nói có người khác nói lời bắt chồng em nghe thì chỉ coi là một nửa mà thôi kiều tiểu kiều chậm rãi nói đáng tiếc là người có thể nói và chồng em nghe theo lại không có mặt ở giang hải tiểu kiều người khác là em sao kiều đông hải cũng không phải kẻ ngu đại ca em thấy anh rất thông minh kiều tiểu kiều cười thản nhiên giúp em truyền lời ra ngoài muốn cao danh dương sống thì hãy đến cầu em cầu em sao kiều đông hải chợt ngẩn ngơ không sai cầu em còn cao nhân hiên cầu em hay là chủ tịch kiều cầu em thì phải xem vào đại ca anh trong mắt kiều tiểu kiều lóe lên hào quang thông minh kiều đông hải trầm mặc một lúc lâu cuối cùng hắn thở dài anh chỉ biết không thể đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 45.